Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60, tập 11. Ngày quốc tế lao động lúc này, đi làm việc chủ yếu là hạ điền cắt cây cải dầu. Lâm Ngọc sáng sớm lên cấp khuê nữ trang điểm hảo, tóc biên một cái bánh quai chèo bánh rũ ở sau đầu, trên đầu mang mới tinh mũ rơm. Sợ khuê nữ mang không thoải mái, mũ rơm mua trở về, Lâm Ngọc còn chuyên môn ở bên trong lót một tầng bố, trên người ăn mặc trường tụ quần dài, trên tay cấp chuẩn bị một bộ bảo hiểm lao động bao tay, trên chân không có mặt giày vải, xuyên chính là ủng đi mưa năm trước mua ủng đi mưa, lúc ấy mua hơi chút trường một chút, năm nay mùa hè lại xuyên một xuyên, sang năm liền xuyên không được, Lâm Ngọc tự mình đi theo đi, mang theo băng ghế, ly nước, cùng ăn, liền sợ khuê nữ bị tội, hai mẹ con đến cổng trường tập hợp, lớp học đồng học đều sợ ngây người, đây là nhà ai ra tới đại tiểu thư, còn không phải là xuống đất làm việc như sao, mụ mụ còn muốn chuyên môn đi theo đi chiếu cố, thẩm viên vội vàng giải thích, Mục Thanh còn không có mãn 8 tuổi, chưa từng xuống đất trải qua sống, Lâm A Di cũng là lo lắng nàng bị thương. Tiểu học tham gia trợ nông hoạt động chỉ có năm bốn cùng năm năm cấp, đừng nói năm năm cấp, liền tính ở năm bốn bên trong, Mục Thanh cũng là niên cấp nhỏ nhất một cái, trong nhà đương mẹ nó lo lắng cũng bình thường, mang đội lão sư cũng chưa nói cái gì, có trương thâm bọn họ mấy cái che chở, bọn học sinh cũng sẽ không lấy Mục Thanh nói giỡn, sơ trung, cao trung học sinh đều tới, đại gia cùng nhau xuất phát, Hôm nay bọn họ muốn đi sông nhỏ thôn, sông nhỏ thôn Lâm Ngọc thuộc nha, mua rượu đã tới, mua chiêu tài tiến bảo thời điểm cũng đã tới, đại đội trưởng đã đang chờ bọn họ, cùng mang đội lão sư Thương Lượng Hảo, cao trung sinh hỗ trợ cắt cây cải dầu, học sinh trung học cùng cao trung sinh hỗ trợ ôm cây cải dầu, cây cải dầu lớn lên cao, nơi này cắt cây cải dầu đều là chặn ngang ngăn cách, cắt. cắt xong cây cải dầu, ngoài ruộng dư lại cây cải dầu công nhi có nửa người cao, học sinh tiểu học nhóm đi ở bên trong không chỉ có phải chú ý dưới chân bất bình chỉnh đồng ruộng còn phải chú ý đừng bị ngực cao cây cải dầu cô nhi đâm bị thương mặt lâm ngọc đều hận không thể chính mình đi xuống giúp khuê nữ làm việc người chú ý dưới chân đừng uy chân ân cũng muốn tiểu tâm cây cải dầu cô nhi đừng thương đến chính mình ta biết lão sư ngăn lại lâm ngọc một thanh mụ mụ ngươi đừng lo lắng chúng ta tới nơi này mục đích chính là muốn rèn luyện hài tử ngươi đừng nhúng tay quá nhiều khuê nữ không như thế nào xuống đất trải qua việc Lâm Ngọc như thế nào có thể không lo lắng. Ngồi sổng xuống thân cấp khuê nữ sửa sang lại hảo mũ, lại cho nàng mang hảo thủ bộ, mục thanh hướng mẫu thân cười cười, đi theo trương khâm bọn họ xuống đất. Các cây cải dầu người thường thường một đống phóng cùng nhau, mới mẻ cây cải dầu chi nhi lại trường lại trọng, sợ mục thanh ôm bất động, thẩm viên liền đem một phen cây cải dầu chia làm hai nửa, các nàng một người ôm một nửa. Mục thanh kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chính mình thể lực còn có thể, lâu lâu vào núi đi săn ít nhất so giống nhau tiểu cô nương cường một ít đi hiện thực giáo nàng làm người ở ngoài ruộng tới tới lui lui ôm cây cải dầu ôm hơn một giờ nàng liền mệt không được làm việc cùng đi săn hoàn toàn chính là hai việc khác nhau thanh thanh nha mau tới đây uống miếng nước tới mục thanh không chỉ có chính mình đi uống nước còn đem trần tĩnh cùng thẩm viên đều kêu đi ngô quế anh quay đầu nhìn thoáng qua không cao hứng mà cùng điềm điềm nói bọn họ có phải hay không ở lười biếng ta muốn nói cho lão sư, điền điềm lau một chút cái trán hãn, ngươi không thấy được sao. Lão sư liền đứng ở bên cạnh, mang thủy không chỉ có là một thanh, bờ rụng thường, còn có không ít học sinh ở uống nước, có đói bụng không, một thanh lắc lắc đầu, còn hành, chính là cánh tay toan thực, lâm ngọc cấp khuê nữ xoa bóp cánh tay, ngốc cô nương, nếu mệt ngươi liền đi chậm một chút, trộm lười, chính là bởi vì mệt, cho nên mới phải đi mau một chút nha, nhanh lên ôm qua đi phóng hảo làm xong việc mới có thể nghỉ ngơi lâm ngọc cười ngươi này tay nhỏ chân nhỏ ngươi đưa người khác thật trông cậy vào ngươi có khả năng nhiều ít việc mặc kệ bọn họ chỉ không trông cậy vào ta ta ít nhất muốn tận lực đi nghỉ ngơi trong chốc lát một thanh nắm thẩm viên cùng trần tỉnh lại đi làm việc lâm ngọc có chút cảm khái khuê nữ có đôi khi hiểu chuyện đến kỳ cục ai này không phải lâm ngọc sao lâm ngọc xoay đầu vừa thấy là người quen tào đại tỷ ngươi làm gì đi tào đại tỷ gia là bán rượu nàng đi nhà nàng mua quá rượu ha 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 thật đúng là ngươi ta nói nhìn như vậy quen mắt đâu chúng ta phân kia khối điền làm xong rồi đi tiếp theo khối điền ngươi tới nơi này làm gì ta khuê nữ tới trợ nông ta ở nhà không yên tâm đi theo đến xem nhà ngươi hài tử chiếu cố cũng thật tinh tế lâm ngọc ngượng ngùng mà cười cười hài tử tiểu tổng sợ nàng ở bên ngoài không cẩn thận bị thương hai người hàng huyên một trận Lâm Ngọc hỏi Tào Đại Tỷ Gia gần nhất có hay không bán rượu, thật đúng là không tính toán, trong nhà trữ hàng không nhiều lắm, lưu lại đi, chờ muốn bán rượu thời điểm ta nhờ người cùng Trương Đại Nương nói, kêu nàng thông tri ngươi, được rồi, Tào Đại Tỷ còn muốn làm việc nhi, xua xua tay đi rồi, Lâm Ngọc vẫn luôn thủ khuê nữ, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Ngọc mới chạy nhanh đem khuê nữ dắt đến bên người, gỡ xuống tay nàng bộ. Trên tay không có huyết phao, nhưng là đều ma đỏ mẹ ngươi đừng đau lòng, không có việc gì. Lâm Ngọc vội hỏi lão sư, buổi chiều còn muốn làm việc không? Học sinh tiểu học buổi chiều không làm, học sinh trung học cùng cao trung sinh trong đội quản cơm trưa, ăn buổi chiều còn muốn làm. Hoắc Dung thời đi tới, thời gian không còn sớm, các ngươi mau trở về đi thôi. Một thanh từ mẫu thân đề trong rổ móc ra hai cái nấu trứng gà, cho ngươi, nhiều bổ một bổ. Hoắc Dung thời cười nói, yên tâm, ăn cơm no, uống cháo cũng có thể no bụng, có thể dùng được sao? Hoắc Dung thời tiếp thu nàng hảo ý, quay đầu lại ta đi trên núi huấn luyện thời điểm cho ngươi đánh chỉ gà rừng trở về. Hành nha, mọi người đều mệt mỏi, ăn cơm chuẩn bị đi ăn cơm, về nhà chạy nhanh về nhà. Lâm Ngọc hỏi khuê nữ, có đi hay không động, ta cổng ngươi, không cần, ta đi động, trước kia vào núi đi mấy cái giờ đều không có việc gì. Lâm Ngọc suy nghĩ một chút, cũng là nha, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Về đến nhà, Lâm Ngọc trước thiêu một nồi to thủy kêu khuê nữ đi tắm rửa. Cơm liền không làm, kêu khuê nữ lấy hai cái nàng thích đồ ăn ra tới, ăn chạy nhanh đi ngủ. Thật là mệt, ngủ trưa một thanh ngủ đặc biệt trầm, một giấc ngủ đến tam điểm nhiều chung. Trương Khâm, Trần Tĩnh cùng thẩm viên bọn họ cũng giống nhau, buổi chiều đều không có lại đây chơi. Hung lộ A Di tới, chủ yếu là chính mình tưởng uống dưỡng sinh canh, thuận tiện đau lòng đau lòng nhi tử. Lâm Ngọc cười nói, ngươi tới thật là thời điểm, ngươi muốn buổi sáng tới, ta khẳng định không rảnh. Hung lộ che miệng cười trương thâm về nhà cùng ta nói cũng chính là ngươi như vậy đau lòng hài tử còn muốn chính mình đi theo thời gian không còn sớm hai người còn muốn đi mua dược liệu cùng gà mái tương dai ra cửa vừa đi vừa liêu mục thanh tỉnh ngủ sau liền dựa vào ghế trên xem sách giải trí chờ đến mặt trời chiều ngã về tây dưỡng sinh canh ngao hảo hung lộ a di đi rồi mẫu thân vào nhà xem nàng đừng nhìn thư mau tới ăn canh mục thanh một chút ngồi dậy tới ăn cơm chiều thời điểm Lâm Ngọc hỏi quê nữ, muốn hay không đi xin nghỉ, không cần, ta có thể kiên trì được, thật sự không cần, thật không cần, Mục Thanh tưởng, nàng cả đời này làm việc cơ hội hẳn là không nhiều lắm, nhiều thể nghiệm thể nghiệm cũng không phải chuyện xấu, Mục Thanh nói được thì làm được, ngày hôm sau toàn bộ võ trang đi theo các bạn học đi làm việc nhi, Lâm Ngọc cái này mụ mụ cũng cùng đi, ba ngày trợ nông hoạt động kết thúc, Mục Thanh thậm chí cảm thấy chính mình đã thói quen làm việc nhà nông cường độ, một ngày so với một ngày so biểu hiện hảo. Một kế đông nghĩ trở về, nghe nói quê nữ xuống đất làm việc, cùng tức phụ nhi giống nhau đau lòng luống cuống, lần sau không chuẩn đi, liền ở nhà hảo hảo đọc sách học tập, có người lão tử ở, về sau không cần phải ngươi làm này đó. Một thanh ngoan ngoãn mà cười, bổ nhào vào ba ba trên người muốn ôm một cái. Một kế đông thuận tay đem túi phóng trên bàn, cho ngươi kết toán chia hoa hồng, đợi vài tháng, cuối cùng bắt được tay. Nhìn một cái, ngươi có kiếm tiền bản lĩnh, về sau không cần ăn làm ruộng khổ, bao nhiêu tiền? Mục Thanh mở ra túi, hậu cần người ta nói, tổng cộng hai ngàn nhiều, ta cũng không số quá, nhiều như vậy. Lưu Đại Phu phía trước nói bốn vị số, ta còn tưởng rằng chỉ có một ngàn nhiều, hừ, này vẫn là đối ngoại bán thuốc giải độc cho ngươi chia hoa hồng, nhà nước dùng không tính ở bên trong, đủ rồi đủ rồi, nhiều như vậy tiền, ta mẹ đi đuổi mấy tháng tập cũng xài không hết, Lâm Ngọc cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu, ta mua đồ vật còn không phải là vì chúng ta cả nhà, một thanh cười ghé vào ba ba trên vai, thu cây cải dầu thật vất vả, chờ tháng sau có tân dầu hạt cải bán, nhà chúng ta nhiều mua điểm, mua mua mua, các ngươi nương hai tưởng mua cái gì mua cái gì, năm, một tiết qua đi, trường học một lần nữa khôi phục đi học, đi học đệ một ngày, kim dự chương chuyên môn chạy đến năm năm cấp tới tìm nàng, ngươi có chuyện gì, kim dự chương cố ý nói, ngươi nhìn xem, vẫn là đọc năm nhất hảo đi đọc năm nhất không cần đi làm việc nhi hiện tại không đi không đại biểu về sau không đi ngươi xem ta nhảy lớp đọc năm năm cấp ta ít nhất có thể thiếu làm một năm việc kim dự chương trở về lớp học lâm vào trầm tư hắn có phải hay không cũng muốn nhảy lớp năm ba đọc xong liền nhảy lớp đọc năm năm cấp như vậy năm bốn liền không cần đi làm việc đem kim dự chương lừa dối đi trương khâm cười nói ngươi ngồi cùng bàn ngươi đều nhảy lớp lâu như vậy hắn còn luyến tiếc ngươi, một thanh trừng hắn một cái, kia thuyết minh ta có nhân cách mị lực, ha ha ha, vẫn là ngươi ngưu, buổi chiều đi hoắc gia học bù, trương khâm còn đem chuyện này đương chê cười giống nhau giảng cấp hoắc dung thời nghe, một thanh ghét bỏ mà dùng tiếng Nga mắng hắn một câu, một thanh, ngươi có phải hay không nói ta nói bậy, hừ, ta nơi nào giống ngươi, giáp mặt nói người nói bậy, còn nói lớn tiếng như vậy. Ta vừa rồi là ở khen ngươi, ta như thế nào không tin đâu, tin hay không tùy thích. Trương Thâm quấn lấy Hoắc Dung Thời hỏi, nàng vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Hoắc Dung Thời không được tự nhiên mà chuyển động đôi mắt, tiếp xúc đến một thanh ánh mắt sau, hắn ngữ khí kiên định, một thanh khen ngươi thông minh. Trương Thâm nâng cầm lên, tính nàng thật tinh mắt, ta có thể so nàng nguyên lai like cái kia ngồi cùng bàn thông minh nhiều. Một thanh cười liếc Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, rất thức thời sao? Chương 51, tháng 5, mấy trận mưa sau, Nam Quảng huyện lại nhiệt lại buồn, dưới chân núi người không dễ chịu, trên núi nấm, trong đất rau dưa trái cây lớn lên đặc biệt hảo. Năm trước gieo cây ăn quả năm nay đều nở hoa kết quả, tiền viện quả vải, giòn lý, quả đào từ từ đều chậm rãi tiến vào phong quả kỳ, trừ bỏ thường xuyên muốn đi huấn luyện hoắc dung thời. Trong khoảng thời gian này, Trương Thâm, Trần Tĩnh cùng thẩm viên thường xuyên đi một gia chơi, không vì cái gì khác, liền vì hưởng thụ nhìn trúng cái nào trích cái nào vui sướng. Mục Thanh cũng không phải hộ thực người, nếu Trương Thâm bọn họ không có tới, buổi chiều đi học bù thời điểm còn sẽ đoan đi hoắt gia, cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Trương Thâm một bên ăn quả vải một bên nói, giúp khoát nhà ta trong viện cũng loại chút cây ăn quả tính, dù sao ta ba nói mấy năm nay sẽ không đi, Trần Tĩnh cũng tưởng loại, quay đầu hỏi một thanh, nhà ngươi cây ăn quả từ chỗ nào mua, nhà của chúng ta hàng xóm Trương Nải Nải Gia Nhi từ lúc trước giúp chúng ta tìm, đều là trưởng thành cây ăn quả, năm trước di tài dưỡng một năm, năm nay hoãn lại đây, liền nở hoa kết quả. Mục Thanh nói, mùa hè di tài cây ăn quả chỉ sợ không hảo sống, các ngươi nếu muốn di tài, tốt nhất hỏi một chút hắn được chưa, chờ ta về nhà cùng ta ba mẹ thương lượng sau lại nói, hoặc lão sư đi vào tới, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi rửa rửa tay, chuẩn bị đi học, tốt, buổi sáng đi trường học hỗn nhật tử, buổi chiều tới hoặc lão sư gia học bù, vài người rửa rửa tay chuẩn bị học tập, trương khâm. Trần Tĩnh cùng thẩm viên đầu tiên là từ hoác nải nải thượng ngữ văn khóa, một thanh đi mặt khác một bên, hoắc lão sư cho nàng đơn độc thượng tiếng Anh khóa, thượng tiếng Nga khóa thời điểm, giảng đến nước Nga lịch sử văn hóa còn tương đối đơn giản, dù sao cũng là chỉ một dân tộc. Nói đến giảng tiếng Anh quốc gia, vậy nhiều, từ hoắc lão sư tiếng Anh khóa thượng, một thanh mới biết được thế giới như thế to lớn, ở địa cầu mặt khác một bên, có như vậy nhiều phú cường quốc gia, trước kia nàng chỉ biết, hải bên kia đều là bần cùng phiên bang, trong triều đình các đại nhân cũng không đem này đó phiên bang để vào mắt, nếu như trường kỳ như thế, chỉ sợ mấy trăm năm hơn một ngàn năm về sau, đời trước cường đại trung ương quốc gia, chỉ sợ cũng sẽ ở tương đối suy nhược thời điểm bị xâm lấn, học một môn ngôn ngữ, không chỉ là học một môn ngôn ngữ, từ hoác lão sư khóa thượng một thanh trống trải tầm mắt, chờ về sau có cơ hội thời điểm, nhất định phải đi toàn thế giới đi một chút, chúng ta quốc gia hiện tại nghĩ ra quốc rất khó, về sau về sau sự tình cũng nói không chừng nhưng là chúng ta phải tin tưởng con đường là khúc chiếc tiền đồ là quang minh mục thanh mặc lộ vẻ ý cười đối những lời này cười mà không nói cười cái gì ngươi cảm thấy ta nói sai rồi mục thanh lắc lắc đầu không thể nói sai nàng chỉ là cảm thấy ở nghịch cảnh thời điểm những lời này đặc biệt đề khí nếu ngươi nguyện ý tin tưởng nói bổ xong khóa mục thanh về nhà chỉ thấy mẫu thân ở hậu viện bận việc mẹ lại đi nhặt nấm nhặt không nhiều lắm, đủ chúng ta nương hai ăn một đốn. Ngươi không đi, ta nhặt nhiều cũng không hảo lấy về tới, nấm đặt ở giỏ đều bị áp hỏng rồi, một thanh bưng trương tiểu băng ghế ngồi qua đi giúp mẫu thân làm việc, khi chờ ta cuối tuần nghỉ ngơi chúng ta cùng đi, buổi sáng đi đào măng, chờ buổi chiều trên núi hơi nước làm, liền đi nhặt nấm, ngươi nơi đó các loại sọt tre giỏ tre còn nhiều sao, còn có chút, bất quá dùng không sai biệt lắm, sọt tre, giỏ tre phần lớn trang lương thực, rau dưa, trái cây này đó, lần trước đi thợ đang tre nứa da mua 50 cái, mau không đủ dùng, ngày mai ta đi mua chút trở về, mùa hè muốn độn mới mẻ rau dưa trái cây nhiều, chúng ta lại mua 50 cái sọc tre đi, ngài xem làm, nấm rửa sạch sẽ, cầm một khối chân giò hung khói cắt thành đinh, cùng hoang dại khuẩn cùng nhau thịt kho tàu, xứng chân cơm tẻ, một thanh như vậy rất có tự chủ người đều ăn no căng, bên ngoài sắc trời đêm hắt chưa hắt, hai mẹ con bưng hai thanh ghế nằm song song đặt ở tiền viện nghe gió đêm vất quá lá cây thanh âm, nhắm mắt lại thừa lương. Gâu gâu gâu, miêu ô, chiêu tài tiếng bảo hai cái, một cái ở chân biên chuyển động, một cái trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực, một thanh phát ra một tiếng kêu rên. Làm sao vậy, tiếng bảo hảo trọng, Lâm Ngọc khẽ cười một tiếng, ngồi dậy thân mình lại nằm trở về, nhà chúng ta thức ăn hảo, không ngừng tiếng bảo lớn lên béo. Ngươi nhìn xem chiêu tài, toàn bộ huyện thành liền tìm không đến so với hắn béo cẩu, nói thật ra lời nói, Lâm Ngọc sợ chiêu tài ra cửa chuyển động, bị người bắt đi ăn. Một thanh thuận tay loát một phen chiêu tài, uy vũ cao lớn chó săn ô ô một tiếng, lấy lòng mà đem đầu hướng nàng trong lòng bàn tay cọ. Mẹ, lần sau chúng ta vào núi, đem chiêu tài mang đi, làm nó nhiều đi trên núi chạy một chạy, ngươi không sợ nó ở trên núi chạy ném, ngươi liền mang theo đi, trua một phen đầu chó, ngươi sẽ không có phải hay không, uông, um, nhìn đầy trời tinh tú, Lâm Ngọc lầm bầm lầu bầu một câu không biết ngươi ba hiện tại đang làm gì, cái này điểm có thể làm gì, không phải ăn cơm chính là chuẩn bị ngủ bái, nếu là thật cùng ngươi nói giống nhau thì tốt rồi, núi rừng bên trong, xà trùng chuột kiến không ngừng, mấy ngày nay nước mưa nhiều ngày khí lại nhiệt, thời gian dài ở trong rừng mặt nằm bò có thể dễ chịu, một thanh kêu một tiếng mẹ, làm sao vậy, đừng nghĩ ta ba, ngẫm lại chúng ta nghỉ hè như thế nào quá đi, ngươi nghĩ ra đi chơi. Đừng nghĩ, ngươi ba khẳng định sẽ không đồng ý, năm nay bên ngoài cũng không yên ổn, thành thật ở trong nhà đợi đi. Chúng ta không đi bên ngoài, đi trong núi chơi cũng đúng. Đi bắt cá, một thanh cười hắc hắc. Đi trong trại chơi, một a di nhà mẹ đẻ, không phải ở trong trại mặt sao? Nơi đó a, à, ta cùng ngươi ba mua chân dò hung khói thời điểm đi qua một chuyến. bọn họ nơi đó tu thật nhiều ruộng bậc thang, từ phía trên đi xuống xem, phong cảnh còn khá tốt. Khi chúng ta đi nơi đó đi, Lâm Ngọc có chút do dự một gia trại ly chính sơn huyện biên cảnh rất gần, chỉ sợ không quá an toàn. Yên tâm sao, trại tử ly chính sơn huyện còn cách hai ba tòa sơn, trong trại ở như vậy nhiều người, ta ba bọn họ tuần tra còn sẽ đi, như thế nào sẽ không an toàn, ngươi lại biết, hừ, chính sơn huyện sơn bên kia quốc gia ở cùng người nước ngoài đánh giặc, ta như thế nào không biết, tây nam biên cảnh địa hình rắc rối phức tạp, phụ cận mấy cái lân cận quốc gia cọ sát không ngừng, nhất tây nam bên kia đánh cái không nghĩ xả hơi từ nhất tây nam hướng tây bắc phương hướng mặt khác tiểu quốc gia liền sấn làm loạn động tác nhỏ. Nghiêm khắc tới nói, nam quảng bên này thủ vệ biên cảnh tuyến không phải nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất chính là nhất tây nam biên cảnh thượng, mỗi ngày đều là đao thật kiếm thật mà làm, nghe nói còn có phi cơ oanh tạc, đến lúc đó lại xem đi, dù sao ngươi nghỉ hè còn sớm, hảo sao, thời gian không còn sớm, tẩy tẩy về phòng ngủ đi, hai mẹ con nói chuyện phím thời gian kết thúc, ngủ đi, ngày mai còn có ngày mai chuyện này. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc đi thợ đang tre nứa da mua sọt tre, mua quá nhiều, nàng dọn không đi, thợ đang tre nứa da người tự mình cấp đưa tới. Hàng xóm nhìn lúc sau hỏi, nhà ngươi lại không trồng trọt, hậu viện về điểm này đồ ăn yêu cầu nhiều như vậy sọt tre tới trang, Lâm Ngọc không sao cả nói, dù sao sọt tre tiện nghi, nhiều mua điểm phóng chậm rãi dùng, lão thái thái bị nghẹn một chút, trong lòng nói thầm. Tiểu tức phụ nhi bên người không cái trưởng bối nhìn thật không được, dùng tiền ăn xài phung phí bao nhiêu tiền cũng không đủ như vậy hoa nha sọc tre mua đã trở lại chờ đến một thanh chủ nhật nghỉ ngơi kia một ngày lâm ngọc kỵ xe đạp mang theo khuê nữ đi rừng trúc một buổi sáng công phu đào mười mấy sọc măng giữa trưa cũng không nghỉ trở về hai mẹ con từ rừng trúc phía sau vào núi đi đến năm trước tránh mưa đi qua nhà gỗ nhỏ ở nhà gỗ cơm nước xong phô hảo giường ngủ một giấc mới lên thu thập hảo tự mình đồ vật lâm ngọc nói khuê nữ giỏ tre lấy ra tới chúng ta đi nhặt nấm, ai, ngày hôm qua không trời mưa, tân mọc ra tới nấm đều không lớn, lâm ngọc thích nhất tươi mới nấm, một chút đều không chê nấm tiểu, một thanh cầm nàng cung tiễn, ở trong rừng chuyển động, thu hoạch pha phong, ngươi còn nói ta thích độn đồ vật, ngươi chẳng lẽ không thích. Ăn Tết sau khi trở về, ngươi cùng ngươi ba đánh gà rừng thỏ hoang còn không có ăn xong, lúc này ngươi lại đánh nhiều như vậy, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một thanh nhắc tới một rổ nấm trang hảo, lại cầm một cái trống không ra tới, chờ trống không cái này chứa đầy, Lâm Ngọc thẳng khởi eo, đủ rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước, lần sau lại đến, hảo, tháng năm phân, trừ bỏ đi trong núi thu thập nấm, quả dại cùng đi săn, Lâm Ngọc cưỡi xe đạp đi thật nhiều tranh chợ, các loại rau dưa trái cây mua không ít, đến nỗi mua nhiều ít, dù sao nàng trong lòng không số, tháng này ít nhất dùng 100 đồng tiền, một thanh tính tính, nàng mẫu thân như vậy không tiết chế mà tiêu tiền một tháng mới hoa không đến 100 đồng tiền, sách, này tiền, chân kinh dùng, tháng 6 sơ, ở nông thôn trong đất cây cải dầu đều thu xong rồi, đại bộ phận phơi khô đưa đi lương trạm, tiểu bộ phận lưu lại xã viên nhóm phân, lương thực vụ chim thu thập xong, chợ thượng bán dầu hạt cải, tiểu mạch bột mì người liền nhiều, hai mẹ con chạy mấy tranh, trong nhà lại nhiều độ 100 nhiều cân dầu hạt cải, 50 cân tiểu mạch, 60 nhiều cân bột mì, mẹ, mua tiểu mạch làm gì? Còn không bằng trực tiếp mua bột mì, phương tiện, ngươi biết cái gì, tiểu mạch nảy mầm có thể làm kẹo mạch nha, làm kẹo mạch nha không phải muốn làm là có thể làm, còn phải đợi lúa mạch nảy mầm, muốn vài thiên. Lâm Ngọc tính toán thời gian, chờ đến tuần sau lại làm, ngày hôm sau một thanh đi đi học, hung lộ tới tìm Lâm Ngọc đi bách hóa đại lâu, tưởng mua cái gì, cứ như vậy cấp, phải bông cung ứng tiêu chuẩn có biến hóa, cái gì biến hóa. Nói là thang đá điện cung ứng không đủ dịch sinh sản theo không kịp nhu cầu, thành hương cư dân trợ cấp dùng bố tiêu chuẩn đều phải hạ điều, hạ điều vẫn là tốt. Nghe nói nông khẩn quân đoàn bên kia trợ cấp dùng bố trực tiếp cấp hủy bỏ, a à, trợ cấp dùng bố hủy bỏ. Mỗi năm phân ba thước bố nào đủ người một nhà dùng, chính là nói về sau dùng bố càng ngày càng khẩn trương, sấn hiện tại chính sách còn không có xuống dưới, chúng ta chạy nhanh nắm chặt thời gian độn một ít, hỏng rồi. Trong nhà bố phiếu đều ở thanh thanh chỗ đó phóng ta hỏi hỏi nàng để chỗ nào nhi ngươi ở nhà chờ ta lâm ngọc xoay người ra bên ngoài chạy lớp học vừa muốn bắt đầu đi học mục thanh đã bị mẫu thân kêu đi ra ngoài mẹ chuyện gì đại sự lâm ngọc nhỏ giọng nói thầm vài câu mục thanh gật gật đầu từ túi áo móc ra thật dày một chồng phiếu nhà chúng ta bố phiếu đều ở chỗ này mặc kệ có bao nhiêu mua nhiều ít lần trước mua bố vẫn là năm trước mua bông thời điểm cùng nhau mua mười mấy nguyệt độn không ít phiếu ngươi đi vào đi học ta đi trước, mẹ, tiền có đủ hay không? đủ đủ đủ. Lâm Ngọc về đến nhà, đi hậu viện cầm hai cái đại giỏ, cùng Ung lộ một người một cái, mua nhiều không hảo lấy, vẫn là cổng hảo tẩu. Chạy nhanh đi. Ung lộ được đến chính là bên trong tin tức, bách hóa đại lâu bên kia còn không có cái gì phản ứng, các nàng đi thời điểm, vải dệt đều còn thực đầy đủ hết, nhưng trong tay bố phiếu mua, đều hoa. nửa giờ sau, hai người cổng các loại nhan sắc vải dệt trở về người bán hàng nhóm còn không hiểu ra sao. Tuy nói một năm bốn mùa vải dệt đều thực hút hàng, nhưng là tương đối mà nói, vẫn là thu đông mua vải dệt bông người nhiều. Mùa hè thời tiết nhiệt, tùy tiện xuyên hai kiện y phục cũ lừa gạt qua đi liền tính, trong nhà tuổi tác tiểu nhân hài tử thậm chí chỉ xuyên một cái quần cộc liền vượt qua toàn bộ mùa hè cũng không ít. Hai vị này tài đại khí thô người quan phu nhân, đại mùa hè, dùng một lần mua nhiều như vậy bố trở về làm gì, bọn họ bố phiếu muốn quá thời hạn không có, ngày đều còn mới mẻ đâu, kia nhưng thật ra kỳ quái, hung lộ tin tức linh thông, quân khu đại viện mặt khác gia thiếu chút nữa, nhưng là cũng so nam quảng huyện bản địa người vẫn là muốn trước tiên một chút biết tin tức, phía sau mấy ngày, quân khu đại viện phụ nữ nhóm đều chạy tiếng bách hóa đại lâu mua bố, người bán hàng nhóm cảm thấy có kỳ quặc, chạy nhanh động viên bên người thân thích bằng hữu cũng mua lên, chờ đến tháng 6 trung tuần, báo chí thượng tuyên bố về 1968 năm thành hương cư dân vải bông định lượng thông tri, về xem đoạt bố nhân tài minh bạch chân tướng. Từ đây lúc sau, quân lộ cùng Lâm Ngọc này hai cái quan phu nhân bị bách hóa đại lâu người bán hàng nhóm nhớ rõ chặt chẽ, chỉ cần thấy các nàng hai tới bách hóa đại lâu độn đồ vật, người bán hàng nhóm cũng chạy nhanh đi theo mua. Đằng trước người đem bách hóa đại lâu bố đoạt không sai biệt lắm, phía sau người vọt vào đi không mua được, bách hóa đại lâu người phụ trách chạy nhanh đi nhà xưởng tiến bố, được chứ, trực tiếp kêu hắn xếp hàng chờ, khả năng tháng sau có thể bắt được đi, có thể bắt được nhiều ít. Dựa theo hắn đưa lên tới đơn tử thượng số lượng một nửa. Từ hôm nay trở đi, về sau đều dựa theo cái này số lượng cấp hóa, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Lâm Ngọc cấp khuê nữ là một thân màu xanh lơ váy, váy nhan sắc quá tố, Lâm Ngọc liền ở làng váy cùng cổ tay áo vị trí theo không tham nổi mắt tiểu hoa, màu xanh nhạt váy đặc biệt đắt. Mục, thanh xuyên, tân váy đi đi học, nữ các bạn học vẽ mặt hâm mộ, nhà ngươi còn có vải dệt cho ngươi làm tân váy nha. Hắc, vừa thấy mục thanh gia chính là không thiếu vải dệt người, bằng không nơi nào bỏ được dùng như vậy nhiều vải dệt cấp làm đại làng váy. Trần tĩnh nhìn chầm chầm nàng cổ tay áo xem, hồng hoàng cam lam các loại nhan sắc tiểu hoa tinh xảo lại đẹp, mục thanh khẽ cười một tiếng, ta mẹ làm, ngươi muốn thích, đi theo ta mẹ học học, trần tĩnh tiếc núi mà lắc đầu, ta nãy nãy cũng sẽ theo hoa, trước kia còn tưởng giáo hội ta, ta học một trận, thật là kiên trì không được, thẩm viên cũng thích theo hoa, nhưng là làm nàng động thủ học, vẫn là tính, nàng vẫn là xuyên thuần tịnh một ít đi, cấp khuê nữ làm váy, Lâm Ngọc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cấp hài tử hắn ba cũng là một thân sim y, hung lộ bưng kim chỉ cá sọc đi một da, Lâm Ngọc mau giúp ta nhìn xem, ta cấp trương thâm làm áo sơ mi, trên vai luôn là không quá đẹp, đưa cho ta nhìn xem. Hai người trò chuyện làm sim y sự tình, trò chuyện trò chuyện liền nói tới rồi vải dệt, quân phục, ta nghe xong cần bộ người ta nói, năm nay phải làm quân phục so năm trước nhiều, không biết chúng ta nơi này có phải hay không muốn tới người. Lâm Ngọc phản ứng lại đây, muốn chiêu binh, có thể là đi. Ung Lộ xem sự tình rất có thấy xa, ta chính mình đoán, ngươi nghe một chút liền tính, đừng cùng người ngoài nói, ta cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, ta khẳng định sẽ không theo bên ngoài người ta nói. Quân lộ nhỏ giọng nói, chúng ta tới Nam Quảng huyện cũng có một năm rưỡi, phân đến nơi đây tới Tân Binh cũng rèn luyện ra tới, ta suy đoán, chúng ta nơi này người ta nói không chừng sẽ điều một đám đi chính sơn huyện bên kia. Lâm Ngọc trong lòng nhảy dựng, lắp bắp nói, chính sơn huyện chính là nhất Tây Nam bên kia, quân lộ gật gật đầu, ta chính mình đoán, cũng làm không được chuẩn, ở Lâm Ngọc trong lòng, quân lộ không phải tùy tiện nói dối người, nàng nếu có thể nhiều như vậy, khẳng định nàng là thông qua một ít xác thật tin tức phỏng đoán ra tới. Lâm Ngọc ở trong lòng cầu nguyện, kế đông nhưng ngàn vạn đừng bị sai khiến đến bên kia đi. Một thanh tan học về nhà, thấy mẫu thân sắc mặt không tốt, như thế nào là ai, buổi sáng ngươi ung lộ A Di lại đây, nói ngươi ba bọn họ có khả năng bị điều đến chính sơn huyện đi, ung lộ A Di nói như thế nào. Mục thanh biểu tình một chút nghiêm túc lên, nhìn đến khuê nữ, Lâm Ngọc liền cùng tìm được người tâm phúc giống nhau, chạy nhanh đem đường vòng cùng nàng lời nói lặp lại một lần, ta xem ngươi uông lộ A Di nói thật thật, một thanh suy xét sau một lúc lâu, phỏng chừng một nửa một nửa đi, rơi rụng ở chính sơn huyện phụ cận mấy cái đóng quân địa điểm, Nam Quảng huyện bên này gần nhất, thành thục quân nhân nhiều nhất, nếu bên kia thiếu nhân thủ, từ Nam Quảng huyện điều người khả năng tính rất lớn, Lâm Ngọc lúng cuốn, vậy ngươi ba không phải đi khả năng tính rất lớn, mẹ ngươi đừng vội, chúng ta quốc gia không thiếu binh, không nhất định từ Nam Quảng huyện bên này điều người. Nam Quảng huyện bên này cũng thực yêu cầu nhân thủ, A Di Đà Phật, ngươi ba lần này đi ra ngoài cũng hơn một tháng, như thế nào còn không trở lại, Lâm Ngọc chờ nha, mong nha, tháng 6 hạ tuần, một kế đông rốt cuộc đã trở lại, Lâm Ngọc cao hứng mau khóc, ta còn tưởng rằng ngươi đi chính sơn huyện, một kế đông cười nói, ta qua bên kia làm gì, lần này trở về nghỉ ngơi mấy ngày, lần này nghỉ ngơi chỉnh đốn một tháng, muốn ở quân doanh nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, còn có chính là tham gia cao trung cuối kỳ khảo thí, Lâm Ngọc cấp chụp ngực hắn một chút, ngươi còn biết trở về, vừa đi chính là mau hai tháng, ta ở nhà đều lo lắng gần chết, một kế đông ôm tức phụ nhi hống, đừng nóng vội, này không phải hảo hảo sao, đừng khóc, khuê nữ đâu, lúc này ở hoác gia học bù, lại có hơn một giờ nên đã trở lại, một kế đông một phen bế lên tức phụ nhi, chúng ta nắm chặt thời gian, Lâm mặt bá mà một chút đỏ cái này không biết xấu hổ nam nhân, ba ngày ban mặt, không biết hàm xúc điểm, một kế đông đã trở lại, trong nhà thức ăn trình độ hảo mấy ngày, đốn đốn đều có thịt, vài ngày sau, mới trở về bình thường trình độ, mỗi ngày ở nhà ăn ngon, một thanh cũng không đi học bù, cùng hoác lão sư xin nghỉ, hỏi nàng xin nghỉ làm gì, đương nhiên là cùng mẫu thân cùng nhau, cho nàng ba ba học bổ túc toán học, tức phụ nhi cùng khuê nữ đều so với chính mình thông minh, một kế đông một chút đều không cảm thấy mất mặt đi huấn luyện thời điểm còn cùng người khoe ra, ta một người học tập, tức phụ nhi khuê nữ đều cho ta phụ đạo, các ngươi ai có ta lợi hại, cách ngôn nói rất đúng, cưới đúng rồi tức phụ nhi, được lợi tam đại người, các ngươi nhìn xem, ta trước kia quá ngày mấy, hiện tại quá ngày mấy, tôn thừa ân ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi trước đừng khoe khoang, tốt sắc tốt xấu bắt được văn bằng lại nói, một kế đông cảm thấy chính mình không thành vấn đề, ta hiện tại trình độ đừng nói bậy thông qua khảo thí chính là cho các ngươi đương lão sư đều đủ rồi. Từ năm trước bắt đầu đề xướng làm học tập sau, nguyện ý lấy cái văn bằng người không ít, mặc kệ học có được không, ít nhất nhân gia thái độ thực đoan chính. Ngươi mục kế đông muốn khoe ra đúng không, tới, là con la là mã lôi ra đến xem, mục doanh trưởng, cái này toán học đề cấp chúng ta giảng một giảng, mục kế đông nhìn lên, nha a, à, này không phải khoe nữ cho chính mình nói bốn năm biến kia đạo đề sao, đừng nói giảng, hắn nhắm mắt đều có thể bối ra tới đề này các ngươi trước chú ý thẩm đề đừng cầm nửa thanh đề liền ở đàn kia tính ta và các ngươi nói công thừa ân cùng phó đoàn trưởng mã đại tráng liếc nhau một kế đông tiểu tử này thật là có điểm đồ vật mộ cường là người bản tính vốn dĩ muốn vì khó một chút một doanh trưởng không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ tới 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 ta nơi này còn có một đạo khó xử đề cùng nhau cấp nói một chút bái một kế đông cũng không phải cái gì đề đều sẽ làm sẽ không nói thẳng sẽ không nhân gia phải đi hắn còn không cho, đề mục làm ta sao một chút, trở về hỏi một chút ta tức phụ nhi cùng khuê nữ, mọi người tức khắc e răng, hảo gia hỏa, liền ngươi có khả năng, cưới đến hảo lão bà, sinh hảo khuê nữ đúng không, nói tốt tới huấn luyện, bởi vì một kế đông khoác lát thổi quá hảo, một buổi sáng cũng chưa từ học tập thất đi ra ngoài, tẩn cho người ta giảng toán học đề, buổi chiều bọn họ còn ở liên tiếp trầm mê học tập, tôn thừa ân cũng không đuổi bọn hắn đi huấn luyện ngược lại kêu lão sư lại đây cho bọn hắn phụ đạo hy vọng này đó tiểu tể tử tranh khẩu khí không nói khảo đến cao trung văn bằng ít nhất khảo cái sơ trung văn bằng đi tôn thừa ân chính mình phi thường minh bạch lúc này khảo thí sau mấy năm trước đơn giản nhiều các nàng nếu là không nắm chặt thời gian chạy nhanh khảo cái văn bằng về sau thời cuộc thay đổi tưởng lại khảo đã có thể không dễ dàng như vậy chạng vàng một kế đông phải đi về cùng hắn quan hệ người tốt giữ chặt hắn một doanh trưởng nếu tẩu tử lợi hại như vậy, ngày mai mang đến cấp chúng ta giúp đỡ bái, đối sao, ngươi khuê nữ chính là ta khuê nữ, đem chúng ta khuê nữ cùng nhau mang đến nhìn xem, lại sẽ học y lại sẽ học tập thiên tài tiểu cô nương, chúng ta đều còn không có gặp qua, một kế đông cười lắc đầu, các ngươi đừng nghĩ, một đám mo chân đại hán, chính mình chơi đi thôi. Đi rồi, buổi tối ăn cơm thời điểm, một thanh cảm thấy nàng cha thực không thích hợp, nào có đi bộ đội huấn luyện trở về trên người sạch sẽ liền hãng xuống mùi vị đều không có vô cùng cao hứng mà trở về tâm tình đặc biệt vui sướng đây là cái gì huấn luyện tốt như vậy nàng đều muốn đi thử xem cơm chiều sau một thanh tại tiền viện đi bộ tiêu thực vòng đến hậu viện đi vừa lúc nghe được nàng cha ở cùng nàng mẫu thân khoe ra nàng không tiếng động mà cười thiết thật ấu trĩ ngày hôm sau buổi sáng một kế đông đem chính mình sẽ không đề mục lấy ra tới học xong lúc sau còn gọi tức phụ nhi cho hắn ra cùng loại đề mục một lần nữa làm, chờ hắn thật sự đều học được lúc sau, buổi chiều vui sướng mà chạy đi tìm các huynh để khoe ra, khát vọng lấy văn bằng người bị một kế đông kích thích động lực 10 phần. Nguyên lai cảm thấy chính mình không có gì hy vọng thông qua khảo thí lấy văn bằng người cũng tới hứng thú, thử xem bái, thử xem lại không cần tiền. Chờ đến kỳ mạc khảo thí kia một ngày, cha con hai đem bút sủy trong túi, tay không đi khảo thí, một cái đi cao trung, một cái đi tiểu học, ở cửa trường chia tay, ba ba cố lên nha, khoe nữ cũng muốn cố lên nha, năm năm cấp đồng học, này cha con hai đang làm gì, đi ngang qua hoắc dung thời hơi hơi nhếch lên khóe miệng, một thanh tiểu học thăng sơ trung khẳng định không có vấn đề, thi xong nàng chờ ở cửa trường, trương khâm kêu nàng, còn không đi, chờ ta ba tới đón ta, trương khâm cười ha ha, học kỳ sau ngươi chính là học sinh trung học, còn muốn ngươi ba ba tiếp ngươi tan học, hừ, nàng vui. Trương Khâm dứt khoát không đi rồi, ngồi xổm cổng trường, ta bồi ngươi cùng nhau chờ, thẩm viên cùng Trần Tĩnh cũng vui vẻ, ngươi ngồi xổm nơi này làm gì, chờ mẹ ngươi tới đón ngươi nha. Nếu không chúng ta trở về giúp ngươi nói một tiếng, trương khâm mắt trợn trắng, ta là như vậy ấu trĩ người sao, nha, khuê nữ, khảo thế nào nha, ba ba, một kế đông cười đi tới, các ngươi mấy cái đều ở, các ngươi đều là ái học tập hảo hài tử, thăng sơ trung khẳng định không thành vấn đề, trương khâm đứng lên, một thúc thúc hảo. Thẩm Viên cố ý đẩy hắn một chút, có phải hay không chờ Thanh Thanh ba ba kéo ngươi cùng nhau đi, một kế đông quay đầu lại, các ngươi nói, kéo cái gì, tay cầm tay, cùng nhau đi, một kế đông nắm khuê nữ, không thích hợp, Trương Thâm ngươi là nam qua, cùng nữ qua tay trong tay không ra gì, chính mình đi thôi, Thẩm Viên cùng Trần Tỉnh cười đến bụng đau, đi đi đi, chạy nhanh đi, lại không đi, Trương Thâm mặt đỏ cùng con khỉ mông dường như, Trương Thâm cứng đờ mà xoay người kiên quyết không đi một gia cha con hai sau lưng, xoay người đi đối diện cái kia đường cái. Thẩm viên cùng Trần Tĩnh hi hi ha ha mà đi theo hắn sau lưng chạy, ngô quế anh kêu điền điền một tiếng, đừng sững sờ, đi thôi, ân, khảo thí khảo xong rồi, năm nay nghỉ hè không có ra cái gì chuyện xấu, đại gia ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy, một kế đông ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không chờ đến khảo thí thành tích ra tới, một cái khẩn cấp thông tri đem hắn kêu trở về vào lúc ban đêm bọn họ toàn bộ võ trang nhảy lên xe tải xuất phát một kế đông trong lòng trầm xuống không nghĩ tới thật kêu tức phụ nhi nói trúng rồi bọn họ muốn đi chính sơn huyện lên xe sau tôn thừa ân dựa vào hắn nhỏ giọng nói chính sơn huyện bên kia cùng chúng ta nơi này tình thế không giống nhau không làm những cái đó động tác nhỏ nhân gia trực tiếp xúc động phi cơ oanh tạc chính ngươi muốn trong lòng hiểu rõ đoàn trưởng yên tâm chúng ta khẳng định đem hết toàn lực cứu viện cũng đem hết toàn lực bảo hộ chúng ta sinh lực tiểu tử ngươi thông minh, nhiều nói ta liền không nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, mang theo ngươi người tồn tại trở về, quân doanh một chút đi rồi như vậy nhiều người, không quá hai ngày, quân khu đại viện người đều đã biết tin tức, nghe nói đoàn xe là hướng Tây Nam phương hướng đi, đại gia trong lòng liền hiểu rõ, Lâm Ngọc sốt ruột, nghe nói bên kia thường xuyên làm anh tạc, đã chết không ít người, ngươi ba các nàng đi nhiều nguy hiểm nha, mẹ, đừng nóng vội. Một thanh ôm mẫu thân hung lộ vội vàng chạy tới trước đừng hoảng hốt nhà ngươi mục kế đông cũng không phải tân binh viên ngươi phải đối hắn có tin tưởng ra không được sự lâm ngọc che lại ngực ra vẻ trấn định ta không hoảng hốt ta chờ hắn trở về đúng vậy ngươi còn muốn thanh thanh muốn chiếu cố ngàn vạn đừng hoảng hốt có tin tức ta trước tiên thông tri ngươi lâm ngọc miễn cưỡng mà cười lúc này không có tin tức mới là tin tức tốt không phải hung lộ cười gật gật đầu ngươi nói rất đúng mấy ngày nay lâm ngọc vô tâm bận tâm mặt khác mục thanh gánh vác khởi chiếu cố mẫu thân trách nhiệm trường học bên kia khảo thí thành tích đã ra tới mục thanh cũng không tâm chú ý trương thâm chuyên môn tới trong nhà nói cho nàng ngươi thi đậu sơ trung mục thúc thúc thông qua cao trung kết nghiệp khảo thí cảm ơn ngươi chuyên môn tới nói cho ta tiện đường sự tình ba ba đi chính sơn huyện mục thanh cũng không tâm học tập cùng hoắc lão sư xin nghỉ ở nhà chiếu cố mẫu thân trần tĩnh cùng thẩm viên ba ba cũng đi chính sơn huyện trong khoảng thời gian này hai người cũng hoảng thật sự. Nhưng là các nàng vẫn là thường xuyên cùng Trương Khâm lại đây bồi nàng trò chuyện, Trần Tĩnh cười nói, ta mẹ nói, nàng cùng ta ba mới vừa kết hôn thời điểm, ta ba vẫn là cái đoàn trưởng, khi đó còn ở đánh giặc, nàng mỗi ngày đều lo lắng hắn có đi mà không có về, thật vất vả mong đến chiến tranh kết thúc, cho rằng có thể an an ổn ổn đến lão, không nghĩ tới còn có biên cảnh thượng phiền toái muốn giải quyết, mẹ ngươi nhiều năm như vậy lo lắng hải hùng, như thế nào lại đây, ta mẹ nói, thói quen bái, gặp phải chuyện này, có biện pháp nào, Lâm Ngọc nhàn nhạt nói, mẹ ngươi nói rất đúng, biết hắn ở bên ngoài mạo hiểm, ta vĩnh viễn đều sẽ lo lắng, chỉ có chậm rãi thói quen này một cái biện pháp, hoặc dung thời vào núi trở về, sẽ cho các nàng mang một con gà rừng thỏ hoang, một thanh nhận lấy, nói thanh tạ, hoặc dung thời nhìn thoáng qua hậu viện, nếu không ngươi mang Lâm A-di đi xem điện ảnh. Đổi một đổi tâm tình, xem điện ảnh hiện tại điện ảnh phần lớn là đánh đánh giết giết, ta mẹ nhìn càng thêm lo lắng, khi đi ra ngoài đi một chút, giải sầu, một thanh nghĩ tới một chỗ, chạy tới hậu viện, mẹ, chúng ta đi một a di nhà mẹ để chơi mấy ngày được không, ngươi một a di nhà mẹ đẻ. Một gia trại, đúng vậy, ngươi không phải nói nơi đó rất có ý tứ sao, chúng ta đi ở vài ngày, Lâm Ngọc chần chờ một chút, cũng đúng, một gia trại ít nhất ly kế đông gần một chút, nguyên bản kế hoạch các nàng hai mẹ con đi, cuối cùng không nghĩ tới Hoắc dung thời trương khâm trần tĩnh cùng thẩm viên đều phải đi bên kia tới gần biên cảnh không quá an toàn các ngươi vẫn là đừng đi đi nơi nào có tuyệt đối an toàn ngươi đều dám đi chẳng lẽ ta trương khâm không dám đi ngươi phải đối ngươi ba ba bọn họ có tin tưởng có bọn họ ở những cái đó quỷ dương khẳng định sẽ không lướt qua biên cảnh lâm ngọc cảm thấy như vậy không ổn đặc biệt đi tìm mấy nhà đại nhân không nghĩ tới các đại nhân đều đồng ý cung lộ nói thẳng Ngươi chính là quá lo lắng, một gia trại ly biên cảnh còn có vài tòa sơn, biên cảnh thượng đều là chúng ta người, trừ phi bọn họ có thể biến thành mũi bay qua tới, Hoắc gia, Trần gia cùng Thẩm gia đều là một cái ý tứ, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nên làm gì làm gì. Kết quả là, bọn họ này đội du lịch phân đội nhỏ liền chính thức thành lập, bọn họ phải đi cùng ngày buổi sáng, Bành Phong Niên mang theo mười mấy quân khu đại viện choai choai tiểu tử tới, các ngươi có thể đi, chúng ta cũng có thể đi đừng tưởng rằng chúng ta là người nhát gan một thanh quả thực vô ngữ lại không có cùng bọn họ nói cái gì khiêu khích nói như thế nào liền biến thành so dũng khí đại tái trương đại nương có chút do dự nhiều người như vậy đi chỉ sợ trụ không dưới bành phong niên vỗ vỗ phía sau bao lớn chúng ta mang theo lều trại có thể ở nhà ngươi trong viện đáp lều trại sao kia nhưng thật ra có thể một thúy hương không ý kiến chúng ta còn mang theo lương thực đến lúc đó tiếp nhà ngươi nồi dùng một chút chính chúng ta nấu cơm một thúy hương nở nụ cười trong nhà nồi và bếp có rất nhiều các ngươi tùy tiện cầm đi dùng một thanh bọn họ cũng mang theo lương thực xem ra bọn họ nghĩ đến một chỗ đi một thúy hương nhà mẹ đẻ nơi trại tử ở giữa sườn núi thượng trên núi dưới núi đều là ruộng bậc thang đối với rất ít đi đường núi người tới nói đi một chuyến vẫn là rất khiến người mệt mỏi bọn họ sáng sớm xuất phát giữa trưa tới rồi một gia trại phóng hảo hành lý sau liền cơm đều không kịp làm một đám người phần phật chạy đến trên đỉnh núi, trên đỉnh núi đều là đại thụ, vì xem đối diện tình huống, mấy cái nam qua nhanh nhẹn mà bò đến trên ngọn cây, một thanh ngửa đầu xem, chỉ thấy bành phong niên từ sau thắt lưng bó đại trong bao móc ra một cái vọng mắt kính, hắt, ta ba cái này kính viễn vọng thật không sai, đằng trước kia tòa sơn xem thanh thanh sở sở, ta nhìn đến một con chim bay qua tới, dưới tàn cây người sao động lên, ngươi xuống dưới, làm ta nhìn xem, có hay không nhìn đến địch nhân xem tới được cái rắm cách xa như vậy có thể nhìn đến máy bay ném bom liền không tồi đánh vọng nửa ngày gì cũng không thấy được bành phong niên từ trên cây xuống dưới đổi những người khác đi lên mục thanh ở do dự nàng muốn hay không leo cây hai đời cũng chưa bò quá thụ nàng leo cây có thể hay không không quá lịch sự thẩm viên kích động mà đẩy ra một cái nam sinh tránh ra tiếp theo cái đến phiên ta mục thanh trong lòng thiên bình hướng nàng ba ba bên kia trật một chút nếu không bò lên trên đi xem chương 52, Mục Thanh vẫn là không leo cây, không phải nàng không nghĩ bò, mà là nàng sẽ không bò. Mặt trên còn có thể dẫm lên cành cây trèo lên, phía dưới kia tiết trụi lũi thân cây, nàng chết sống không thể đi lên, có người tới kêu ăn cơm, một đám người mênh mông chạy, Mục Thanh cũng đi theo trở về, thẩm viên chạy đến bên người nàng, tưởng bò lên trên đi xem, tưởng. Này không phải bò không đi lên sao, đơn giản, buổi chiều ta cho ngươi nghĩ cách, Mục Thanh liếc nhìn nàng một cái, nha, gì biện pháp, nói đến nghe một chút, đến Thúy Hương thính Gia, một đám đã đói bụng đến thầm thì kêu người trẻ tuổi chạy nhanh xếp hàng đi múc cơm, nộn bắp cháo, ăn lên giòn giòn ngọt ngọt, một thanh thói quen, giữa trưa muốn nghỉ trưa, hơn nữa hôm nay buổi sáng đi đường có chút mệt, càng muốn nghỉ ngơi, thẩm viên cùng Trần Tĩnh bồi nàng ngủ nửa giờ, chờ các nàng tỉnh ngủ lên, bành phong niên bọn họ kia một đám người đều chạy, thẩm viên vội vàng hỏi. Bành phong niên kính viễn vọng đâu, ở hắn lều trại phóng thẩm viên đem kính viễn vọng lấy ra tới đi chúng ta đi đỉnh núi nàng này phó tư thế vừa thấy chính là tưởng leo cây đăng cao nhìn xa trương thâm ngáp một cái không nghĩ đi một thanh nhìn hoắc dung thời liếc mắt một cái hoắc dung thời hỏi các nàng các ngươi bò lên cây sao thẩm viên nhấc tay ta có thể một thanh ta không thể trần tĩnh ta cũng không được trương thâm cười ha ha vậy các ngươi lên núi làm gì hừ ngươi quản ta ngươi hôm nay cần thiết đi cho chúng ta đương cây thang thẩm viên nắm hắn không bỏ trương thâm bị lôi đi Hoắc dung thời cũng đi theo đi đi phía trước hỏi một thanh ngươi bao tay đâu cái gì bao tay năm một tiết đi ở nông thôn lao động thời điểm mang bao tay một thanh một chút hiểu được ở trong phòng ta đi lấy một thanh cầm bao tay lên núi cái thứ nhất xoa tay hầm hè muốn leo cây không nghĩ tới là trương thâm ta đi cho các ngươi thăm dò đường nói xong hắn ba lượng hạ bò lên trên đi phía sau liền dẫm lên cành cây trèo lên, thực mau tới rồi ngọn cây, gió thổi qua, người cũng đi theo lay động, Mục Thanh nhìn đến sau, tâm đều đi theo rung, Trương Khâm ôm cành cây đem bành phong niên kính viễn vọng lấy ra tới, ai, xem thật xa, ta nhìn đến phía dưới lâm A Di cùng Thúy Hương thím trên mặt đất làm việc, thẩm viên đôi tay làm loa trạng, ai làm ngươi xem trong trại, làm ngươi xem đối diện núi lớn, đối diện núi lớn sao, hắn gì cũng không thấy được. Trương Khâm từ trên cây xuống dưới, Hoắc Dung thời cùng Mục Thanh nói, "Ngươi bò lên trên đi thử thử." Mục Thanh bắp chân đảo quanh, "Đợi chút đi, hiện tại phong quá lớn, ta sợ đem ta thổi xuống dưới." Hoắc Dung thời thấp giọng buồn cười, Trương Thâm cùng Thẩm Viên, Trần Tỉnh cười rất lớn thanh, "Yên tâm, ngươi so Trương Thâm nhẹ, sẽ không đem ngươi thổi xuống dưới." Mục Thanh nguyên lai like, ngươi nhát gan nha, "Cái gì nhát gan, không thể là sợ cao sao? Hành hành hành." Ngươi nói đều đối, Mục Thanh ngươi bò không bò, bò, như thế nào không bò? một thanh nghẹn một cổ khí, mang hảo thủ bộ đi đến dưới tàn cây, ta như thế nào bò, hoắc dung thời kêu trương khâm lại đây, trương khâm cà lơ phất phơ, kêu ta cho nàng đáp cây thang, bằng không đâu, trương khâm cùng hoắc dung thời đôi tay giao nhau nắm ở bên nhau, một thanh đỡ thân cây, trương khâm cùng hoắc dung thời một chút đứng lên, nhưng là, cái này độ cao không đủ, còn kém nửa thước bộ dáng. Hoắc Dung thời lớn tiếng nói, ngươi ôm thân cây đừng sợ, ta cùng Trương Khâm đem ngươi dơ lên, ngươi dẫm lên chúng ta bàn tay, trần tĩnh cùng thẩm viên cũng chạy tới hỗ trợ, bốn người nỗ lực dơ lên nàng, một thanh mới bắt được nhánh cây bò đi lên, một thanh may mắn, cũng may hoắc dung thời đủ cao, cũng may nàng không tính trọng, bằng không, không phải độ cao không đủ chính là cử không dậy nổi nàng, lên cây sau, một thanh chỉ nhìn chầm chầm mặt trên, chậm rãi bò đến vừa rồi trương khâm vị trí, nàng cúi đầu đi xuống xem, chặt cây khe hở, chỉ thấy được hoắc dung thời dơ lên mặt. Đem thụ ôm chặt, Ân, Mục Thanh lên tiếng, đem cột vào trên eo kính viễn vọng lấy ra tới, tò mò mà nơi nơi xem, thật thần kỳ, thiên lý nhãn thuận phong nhĩ đều là thật sự. Mục Thanh xem cẩn thận, nàng nhìn đến đối diện kia tòa sơn sống thượng, có cái màu trắng đồ vật treo ở nhánh cây thượng, nhánh cây thượng như thế nào có màu trắng đồ vật? Nàng hoa mắt sao? Lại một lần xác định, nàng không có hoa mắt, kia cũng không phải mây trắng, có thể là cái gì? Hoắc Dung thời, Ân Mục Thanh cuối đầu nói, ta nhìn đến đối diện trên đỉnh núi nhánh cây thượng, treo một cái màu trắng đồ vật, hình như là một khối màu trắng bố, ngươi xác định, Mục Thanh lại nhìn một lần, không sai, hoắc dung sắc mặt biến đổi, ngươi nhanh lên xuống dưới, làm sao vậy, ngươi trước xuống dưới lại nói, Mục Thanh cầm lấy kính viễn vọng lại nhìn một lần, nàng vị trí hiện tại rất cao, xa nhất cũng chỉ có thể nhìn đến kia tòa sơn, chỗ xa hơn sơn bị kia tòa sơn chặn, Mục Thanh thật cẩn thận đi xuống. Hoắc Dung thời cầm kính viễn vọng nhanh chóng bò lên trên đi. Hắn ở mặt trên đứng yên thật lâu. Vải bố trắng làm sao vậy? Trương Thâm nhìn về phía Mục Thanh. Ta như thế nào cảm giác Hoắc Dung thời kia tiểu tử không thích hợp. Mục Thanh lắc lắc đầu. Hoắc Dung thời thực mau từ trên cây xuống dưới. Biểu tình không tốt lắm. Chúng ta đi về trước. Trần Tĩnh cùng Thẩm Viên không hiểu ra sao. Vừa rồi còn hảo hảo, lúc này lại làm sao vậy? Mục Thanh đi theo Hoắc Dung thời một đường hướng dưới chân núi đi. Hoắc Dung thời chân trường đi được mau. Mục thanh cùng thực cố hết sức, dẫm đến một cục đá dưới chân một quải, nàng mặt sau trương khâm không bắt lấy nàng, cẩn thận, hoắc dung thời xoay người tiếp được nàng, một thanh bắt lấy hắn cánh tay, cảm giác hắn toàn thân đều căng thẳng, hắn rốt cuộc vì cái gì như vậy khẩn trương, trở lại thúy hương thẩm thẩm gia, một gia người không ở, bành phong niên bọn họ đi trong sông chơi còn không có trở về, bốn người vào nhà đóng cửa lại, hoắc dung thời nghiêm túc nói, các ngươi nghe ta nói. Trần Tĩnh có chút không biết làm sao, phát sinh sự tình gì. vừa rồi một thanh nhìn đến đỉnh núi trên cây treo màu trắng đồ vật có thể là dù để nhảy. chúng ta bên này qua đi chi viện đều là lục quân, không có không quân. như vậy cái kia dù để nhảy rất có thể là địch nhân. trương khâm trái tim run rẩy. kia tòa sơn ly chúng ta bên này trung gian chỉ cách một cái đại hẻm núi cùng hai tòa thấp bé sơn. nếu là bọn họ đáp xuống ở cái kia đỉnh núi, không phải tùy thời có thể xông tới. các ngươi trước đừng hoảng hốt. nếu là kia tới người khẳng định không nhiều lắm so với giết người, bọn họ khẳng định là tới chấp hành cái gì mệnh lệnh, chúng ta tương đối mà nói hẳn là tương đối an toàn. Hoắc Dung thời lại nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều, kia tòa sơn ly biên cảnh rất gần, nói không chừng dù để nhảy chỉ là ngoài ý muốn đáp xuống ở nơi đó, thẩm viên cùng trần tĩnh nhẹ nhàng thở ra, ta cảm thấy có thể là ngoài ý muốn, đánh giặc không phải ở tây nam bên kia quốc gia thổ địa thượng đánh sao, cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, một thanh cùng trương Thâm không cho là như vậy, không thể chỉ ký thác với ngoài ý muốn, phàm là có một chút nguy hiểm, đều hẳn là đi bài điều tra rõ, hai người bọn họ sẽ như vậy tưởng, cực lực bồi dưỡng chính mình quân sự tu dưỡng hoắc dung thời khẳng định cũng sẽ nghĩ như vậy, bằng không vừa rồi sắc mặt của hắn sẽ không như thế khó coi, hiện tại hai lựa chọn, để nhất, các ngươi lập tức cùng ta cùng nhau trở về, ta cùng ta ba báo cáo tin tức, bọn họ sẽ phái người đi kiểm tra, cái thứ hai lựa chọn, các ngươi ở chỗ này chờ ta, Ngày mai buổi sáng ta dẫn người lại đây, kỳ thật hoắc dung thời cảm thấy, hiện tại rời đi nơi này tốt nhất, tương đối mà nói, vẫn là Nam Quảng huyện tương đối an toàn, nhưng là lúc này sắc trời không còn sớm, bọn họ mệt mỏi một buổi sáng, lại gọi bọn hắn cùng hắn trở về, khả năng ăn không tiêu. Đại môn phanh mà một tiếng đẩy ra, Bành Phong Niên tiến vào, ta cùng ngươi trở về báo cáo tin tức, ngươi có thể chạy động. Bành Phong Niên cắn răng một cái, ta hành, phía sau đồng hành một cái tiểu tử chọc phá hắn ngươi nhưng thôi bỏ đi, ngươi đi theo Hoắc Dung thời trở về, đó là kéo nhân gia chân sau, chậm trễ quân cơ. Mục Thanh nhìn Hoắc Dung thời nói, ta mang theo đèn pin, trong chốc lát kêu mấy cái một gia trại người, bồi ngươi cùng nhau trở về. Chúng ta lưu tại một gia trại chờ ngươi trở về. Mục Thanh nhìn Bành Phong niên liếc mắt một cái, đồng thời, chúng ta ở chỗ này liên tục quan sát đối diện đỉnh núi tình huống. Bành Phong niên không nghĩ tới, hắn từ hắn ba trong phòng thuận tới kính viễn vọng cư nhiên phát hiện địch nhân. Hoắc Dung thời tiếp thu một thanh ý kiến, hỏi thăm đi tìm một gia trại tộc trưởng, một gia trong trại người đều họ một, tuy nói hiện tại làm công xã, một gia trại đại đội trưởng chính là một gia trại tộc trưởng, tiểu oa nhi, các ngươi nói chính là thật sự, một tổ trưởng trên mặt đất làm việc, vừa nghe đến bọn họ nói biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên, không xác định, chúng ta dùng kính viễn vọng nhìn đến, ngươi cái kia cái gì gương cho ta xem, một tộc trưởng mang theo trong trại mấy cái người trẻ tuổi chạy đến trên đỉnh núi, bò lên trên thụ cầm kính viễn vọng quan sát thật thấy được trên cây cái kia màu trắng đồ vật tộc trưởng kia tòa bác vương sơn chính là một tòa núi hoang cánh rừng lại dày đặc trắng độc nhiều người bình thường không thể đi lên trừ phi từ bầu trời nhảy xuống mục thanh vội hỏi chính sơn huyện cách này bác vương sơn có bao xa bác vương sơn đông phía nam đều là đất bằng chính sơn huyện ở kia tòa sơn phía đông nam hướng ở biên cảnh thượng kiếm ăn người thấy nhiều những việc này một tộc trưởng một chút không hoảng hốt, lập tức điểm ba cái người trẻ tuổi cùng Hoắc Dung Thời cùng nhau trở về báo tin, chờ Hoắc Dung Thời bọn họ đi rồi, một tộc trưởng gọi người thông tri trong trại người, đem các gia các hộ hầm thu thập hảo, để ngừa vạn nhất, Bành Phong Niên bọn họ không có xuống núi, vẫn luôn ở trên đỉnh núi thủ, quan sát đến bên kia động tĩnh, ai, ta nhìn đến trên đỉnh núi có cái đồ vật ở động, hình như là người, ngươi xem cẩn thận, xa như vậy ta thấy thế nào đến cẩn thận sao? dưới tàn cây người lo lắng suông ngươi xuống dưới làm ta đi lên nhìn xem ta đôi mắt hảo ngươi đôi mắt hảo cái rắm ta ít nhất là mắt hai mí đôi mắt đại ta đều xem không ngươi còn có thể nhìn bành phong niên nổi giận đùng đùng ngươi cho ta xuống dưới kính viễn vọng là lão tử trên cây người không tình nguyện chỉ có thể sờ sờ cọ cọ ngầm tới đám người xuống dưới sau bành phong niên bò lên trên đi hắn cái gì cũng chưa nhìn đến thậm chí phát hiện trên ngọn cây phiêu động màu trắng dù để nhảy cũng không thấy bành phong niên nóng nảy đây là có chuyện gì là chúng ta nhìn lầm rồi chúng ta đây không phải nói dối quân tình bành phong niên hạ thụ sốt ruột nói các ngươi ai đôi mắt hảo chạy nhanh đi lên nhìn xem dù để nhảy không còn nữa ta đi tên là trương vĩnh kiện đại cao cái bò lên trên đi hắn cũng giống nhau cái gì cũng chưa nhìn đến chờ hắn xuống dưới bò lên trên đi nhìn đến quá dù để nhảy vài người liếc nhau xác định không phải bọn họ hoa mắt như vậy chỉ có một khả năng trên đỉnh núi khẳng định cất giấu địch nhân chạng vàng trời sắp tối rồi một thanh bọn họ ở trên đỉnh núi thủ một buổi trưa cái kia màu trắng dù để nhảy không còn có xuất hiện quá một gia trại từng nhà đều ở chân cùi bắp chân màn thầu chuẩn bị tiểu dưa muối cùng thủy trương đại nương đem lâm ngọc cùng một thanh nương hai gọi vào trong phòng chúng ta buổi tối cùng nhau ngủ ta ngủ cái kia phòng có địa đạo, vạn nhất thật phát sinh cái gì, chúng ta cũng có thể nhanh lên trốn đi ra ngoài. này gian nhà ở không lớn, trương đại nương cùng nàng con dâu một thúy hương, lâm ngọc mang theo khuê nữ mục thanh, bốn người ngủ một cái giường, chỉ có thể hoành ngủ. lâm ngọc không yên tâm, đem trương thâm, trần tĩnh cùng thẩm viên kêu tiếng vào, không có giường liền ngủ dưới đất. một phòng đều là nữ, chỉ có hắn một cái là nam. trương thâm ngượng ngùng, ta cùng bành phong niên bọn họ cùng nhau đi. Một thúy hương vội vàng nói, trại tử bên ngoài có thanh tráng bắt tay tuần tra, bọn họ ngủ trong viện vẫn là thực an toàn. Một thanh nói, ngươi buổi tối ngủ chỗ nào, ta đi xem, sân bên ngoài không chỉ là bành phong niên bọn họ mười mấy người, còn có trong trại tuổi trẻ nam nhân cũng ngủ ở trong viện, để ngừa vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ có thể trước tiên phản ứng. Lão nhược bà mẹ và trẻ em ngủ trong phòng càng an toàn, này một đêm, chú định rất nhiều người tràn trọc khó miên. Hoắc Dung thời mang theo một gia trại thanh niên chạy trở về, đã trăng lên giữa trời, nghe được tiếng lập cửa, Hoắc Cẩm Niên đứng dậy đi mở cửa, đánh giá nhi tử phía sau người, hắn hỏi, như thế nào lúc này trở về, ba, giống như đã xảy ra chuyện, ngươi chậm rãi nói, Hoắc gia lầu một phòng khách đèn đều mở ra, nghe xong nhi tử nói, Hoắc Cẩm Niên không nói hai lời vào nhà mặt tốt xiêm y, tạ Quế Trân cùng ra tới, phát sinh chuyện gì, bộ đội sự tình, ngươi đừng động, trở về ngủ đi. Hoắc Cẩm Niên đi gõ Trương Tư lệnh gia môn, một lát công phu, Trương Ngọc mới cùng Hoắc gia phụ tử mang theo một gia trại ba cái thanh niên đi bộ đội. Đêm hôm khuya khoắt, một chiếc xe từ bộ đội khai ra tới, hướng chính Sơn huyện đi. Trương Ngọc mới cúp điện thoại, cùng Hoắc Cẩm Niên nói, bên kia sẽ lập tức tổ chức nhân thủ, bác Vương Sơn tình huống đặc thù, phải chờ tới hừng đông mới có thể vào núi điều tra, nếu là tình huống là thật, kêu địch nhân lẻn đến chúng ta phía sau làm oa, khi thật đúng là mặt già đều ném hết, hoắc cẩm niên thực sự cầu thị nói, bác Vương Sơn không phải chúng ta Nam Quảng đóng quân địa bàn, mặt trên thật muốn truy cứu, cũng truy cứu không đến chúng ta trên đầu tới, huống hồ bên kia tình huống vẫn là chúng ta phát hiện, Trương Ngọc mới nhẹ giọng cười, không tỏ ý kiến, người lá gan cũng đại, như vậy nguy hiểm sự tình, người dám kêu ngươi nhi tử đi theo đi, hắn nhìn đến quá cụ thể vị trí, lại ở rừng cây huấn luyện lâu như vậy, hắn nên đi. Ta tin tưởng hắn cũng có thể đi, Trương Ngọc mới vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta chờ tin tức đi, không biết nhị sư trưởng bên kia thế nào, ngày hôm qua buổi chiều Trần sư trưởng gọi điện thoại trở về, nói tiếp viện quá trình hết thảy thuận lợi, hiện tại cục diện rằng co không dưới, còn tính an ổn, người nói này một nam một bắc hai bên thế lực đánh giặc, cuối cùng có phải hay không muốn rơi vào cùng phía đông bán đảo giống nhau kết cục, nói không chừng, nửa đêm trước ngủ không được, nửa đêm về sáng ngủ trầm. Trương Thâm bọn họ lo lắng Hải Hùng, ngủ sau khi đi qua, vừa mở mắt liền trời đã sáng, không biết là ai chụp hắn, hắn kinh ngạc một chút, nháy mắt ngồi dậy, ha ha ha, đừng sợ, địch nhân không có đánh lại đây, Trương Thâm xoa xoa đôi mắt, vài giờ, mau 8 giờ, Bành Phong Niên bọn họ đều rời giường, đi ra ngoài rửa mặt ăn cơm, cơm nước xong sau, một đám người tụ ở bên nhau thương lượng, hôm nay có trở về hay không? Lâm Ngọc hai mẹ con khẳng định phải đi về, cùng bọn họ tới Trương Thâm Trần tỉnh cùng thẩm viên cũng muốn đi, bành phong niên bọn họ không chịu đi, ăn cơm sáng, bành phong niên bọn họ lại đi trên núi quan sát, cái gì cũng chưa phát hiện. Qua một lát, Lâm Ngọc bọn họ thu thập hảo hành lý chuẩn bị phải đi, một thanh cổng mẫu thân cho nàng khâu vá hai vai bao, nắm mẫu thân tay, ở trong sân chờ bọn họ, trương thâm nhìn thời gian, đều vài giờ, bọn họ còn không trở lại, lại không đi, chúng ta giữa trưa liền đến không được ra, không hảo, bành phong niên bọn họ chạy chạy. Chạy đi đâu, Trương Khâm bắt lấy Trương Vĩnh Kiện, bọn họ làm gì đi, Trương Vĩnh Kiện một đường chạy xuống tới, té ngã một cái, chúng ta xem xong bác Vương Sơn không động tĩnh, vốn dĩ chuẩn bị đi rồi, trong trại cái kia kêu một lực tiểu tử nói, từ lưng núi đi xuống có một tòa cầu gỗ, có thể mặc đến đại hẻm núi đến đối diện kia tòa tiểu trên núi, bành phong niên bọn họ nói đi xem, ta kéo đều kéo không được. Tưởng tượng đến bành phong niên cái kia tính cách, Trương Khâm liền biết muốn xong rồi, xem cái rắm hắn khẳng định là muốn đi bác vương sơn thẩm viên cùng trần tĩnh cũng nóng nảy trong tay liền vũ khí đều không có chạy tới bác vương sơn không phải chịu chết sao lão thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường sao một tộc trưởng cấp gọi người các ngươi mấy cái tuổi trẻ chạy nhanh lên đem người ngăn lại tới trương khâm kêu to ta và các ngươi đi mục thanh cũng đi theo đi lâm ngọc vội kêu nàng trở về mẹ ta chính là đi xem mục thanh này vừa đi đâu chỉ là đi xem bành phong niên bọn họ mười mấy người chạy quá nhanh, Trương Vĩnh Kiện trở về gọi người lại chậm trễ điểm thời gian, chờ một gia trại người đuổi theo đi, bọn họ đã chạy bóng dáng đều không có, ngốc tử, một thanh khó được không màng tu dưỡng há mồm mắng chửi người, nàng hiện tại đã chạy đến hẻm núi đối diện, muốn hay không xoay người trở về đâu, chạy ở nàng phía trước đi cả người Trương Thâm cùng một gia trại thanh niên đã lên núi, một thanh nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng cùng qua đi, xuống núi lại lên núi, lên núi lại xuống núi, chạy qua hai tòa lùng sơn, Mục Thanh đứng ở chân núi ngửa đầu, này tòa núi cao chính là Bác Vương Sơn. Theo một gia trại người ta nói, Bác Vương Sơn trên núi trước kia ở một đám thổ phỉ, tám đương gia tự phong bát Vương. Vào núi sau, Mục Thanh theo một đoạn đường, đã đói bụng, cầm bánh bao cùng thủy ra tới, vừa chạy vừa ăn. Bất tri bất giác, đã tới rồi giữa sườn núi, phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng súng vang, nghe động tĩnh là từ trước sơn truyền đến, Mục Thanh dừng lại bước chân, nỗ lực nghe tiếng vang phân rõ vị trí, nàng đi phía trước chạy một đoạn, rốt cuộc phát hiện ghé vào trong bụi cỏ trương thâm cùng bành phong niên, xem ra bọn họ vẫn là đuổi theo, một trận súng vang sau, bị dọa ngốc người trẻ tuổi bị một gia trại người mang theo xuống núi, một thanh tránh ở một bên, không có đi, chờ trương thâm bọn họ đi rồi, một thanh tiếp tục lên núi, càng lên cao đi, người hoạt động dấu vết liền càng rõ ràng, nàng lấy ra cung tiễn, tránh ở một thân cây sau, quan sát đến phía trước rộng lớn sơn động, những người này thật sẽ tuyển địa phương, trực tiếp chiếm trước kia sơn đại vương địa phương, đều không cần mặt khác sửa nhà. Trước sơn lại là một trận kịch liệt súng vang, trong sơn động chạy ra mười mấy người cầm thương chạy, phía sau lại chạy ra bốn người, bọn họ nâng cái rương, trong rương trang đều là trang giấy, chỉ thấy bọn họ đem trong rương trang giấy đều đảo ra tới, còn hướng trang giấy thượng tưới đồ vật, không giống như là thủy, bọn họ chạy mấy tranh, đảo ra tới trang giấy xếp thành tiểu sơn, thấy một người đầu trọc lấy ra hỏa bật lửa một thanh nháy mắt minh bạch bọn họ là muốn thiêu hủy cái gì quan trọng văn kiện nàng không hề trốn tránh từ sau thân cây vụt ra tới bay nhanh bắn ra mấy mũi tên tất cả đều là một mũi tên mất mạng hỏa đã thiêu cháy trong lúc nhất thời tìm không thấy thủy nàng một chân đem bốc cháy lên trang giấy đá văng ra nỗ lực dập tắt lửa hoảng loạn bên trong nàng nhìn đến trang giấy thượng có sinh vật linh tinh chữ người tới đi mặt sau điều tra nghe được nơi xa truyền đến nói chuyện thanh, một thanh trước tiên đem mũi tên thu hồi tới, cùng cung cùng nhau giấu đi, nhặt lên một khẩu súng, đối với vừa rồi cung tiễn bắn họng súng chính là bốn thương, tiếng súng thực mau đưa tới những người khác, một thanh chạy nhanh trốn đến trong sơn động, nàng nhoáng lên mắt, nhìn đến trong sơn động tận cùng bên trong, giam giữ mười mấy người, lại điên lại kêu, vừa thấy liền không phải người bình thường, bên trong người nghe, người đã bị vây quanh, nếu muốn mạng sống liền thúc thủ chịu trói tiếng trung hô một lần, một thanh nghe được bên ngoài người ta nói, tiểu ca, ngươi không phải sẽ tiếng nước ngoài sao, chạy nhanh dùng tiếng nước ngoài kêu một kêu, hảo, một thanh nghe được hoắc dung thời thanh âm, khỉ thượng trong lòng, hoắc dung thời, là ta, một thanh, hoắc dung thời gọi bọn hắn trước đừng nhúc nhích, một thanh, ngươi ra tới, hảo, một thanh ghé vào cửa động ra bên ngoài nhìn thoáng qua, mới chậm rãi đi trở về đi, hoắc dung thời nhìn đến nàng trong tay thương, ngươi, ta, một thanh giải thích. Ta không phải cố ý, ta đuổi theo trương thâm bọn họ lại đây, trong lúc vô ý tới rồi nơi này, thật muốn trốn đi, liền nhìn đến bọn họ ở hóa vàng mã, ngươi biết ta sẽ tiếng anh, ta nhìn kỹ liền biết bọn họ ở thiêu quan trọng tư liệu, vận khí tốt, từ phía sau đánh lén thành công, cướp được cái kia đầu trọc thương, sau đó chính là các ngươi nhìn đến như vậy, lần đầu tiên động thủ, có thể tâm không hoảng hốt, tay không rung, nàng chính mình cũng không dự đoán được, dẫn đầu lãnh đạo cười một tiếng tên gọi Mục Thanh, lại cùng Hoắc Tiểu Ca nhận thức, Nam Quảng huyện đóng quân. Ngươi ba là ai? Nói ra nói không chừng chúng ta nhận thức, ta ba là một kế đông, ngươi ba là một kế đông nha, chúng ta nhận thức. Ta liền nói sao, cái này họ ít như vậy thấy, thật là hổ phụ vô quyển nữ, còn tuổi nhỏ liền dám lên trận giết địch, còn như vậy chuẩn, là cái hạt giống tốt, hoắc dung thời cười nói, Mục thanh cùng một thúc thúc giống nhau sẽ bắn tên, chính xác phi thường hảo trách không được. Tiểu cô nương, ngươi giúp chúng ta giải quyết bốn trái địch nhân, có công A, một thanh quay đầu nhìn đến bị nàng đá văn trang giấy còn ở thiêu, nóng nảy, các ngươi thất thần làm gì, mau dập tắt lửa nha, lúc này, một đám người vội vàng dậm chân đem hỏa diệt, hoắc dung thời nhặt lên một trương, ngẩng đầu viết chính là, sinh vật thực nghiệm nghiên cứu hàng mẫu đối lập, một thanh thở dài, hàng mẫu ở trong phòng, một đám người đi vào, nhìn đến trong phòng giam thảm trạng, không khỏi mắng câu nương nơi này sự tình giải quyết, một thanh tưởng chạy nhanh trở về, trở về chậm mẫu thân sẽ lo lắng, tiểu cô nương, nếu ngươi sẽ tiến nước ngoài, liền thuận tay lại giúp chúng ta cái vội, cùng hoắc tiểu ca cùng nhau, đem này đó tư liệu phân loại. Nhà ngươi bên kia, chúng ta đi giúp ngươi báo bình an, một thanh nhìn hoắc dung thời liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng rồi, chương 53. Hoắc Dung thời cùng một thanh ngồi sổn trên mặt đất sửa sang lại văn kiện, bận việc đến hai điểm nhiều chung, ngươi có đói bụng không, Hoắc Dung thời ngẩng đầu, ngươi có ăn, có, Mục Thanh đem nàng ba lô lấy lại đây, khắp nơi tìm đồ vật, ngươi tìm cái gì, thủy, ta tưởng rửa tay. Tay nàng quá bẩn, ta đi hỏi một chút, Hoắc Dung thời cùng nhóm người này quen thuộc, tùy tiện hỏi thăm vài câu, liền biết sơn động phòng bếp ở nghiêng phía sau, quay đầu mang theo Mục Thanh đi, cẩn thận mà tẩy xong tay, Mục Thanh từ ba lô móc ra quả khô, thịt khô, hai người phân đồ vật ăn, ăn xong lại cảm thấy khát nước tưởng uống nước. Hoắc dung thời đánh thủy tới mục thanh lắc lắc đầu ngươi đã quên chúng ta sửa sang lại văn kiện ai biết này đó thủy có sạch sẽ không yên tâm sạch sẽ ta từ bọn họ ấm nước đảo nơi này đồ vật bọn họ cũng không dám tùy tiện động cho nên đều cái này điểm nhi mọi người đều còn đói bụng ăn uống no đủ hai người đi phía trước bọn họ vừa rồi sửa sang lại tốt văn kiện đã bị nâng đi rồi vừa rồi cùng mục thanh nói chuyện cái kia lãnh đạo lại tới nữa hai cái tiểu gia hỏa động tác rất nhanh nha không tồi không tồi quả nhiên là thông minh hài tử hắn ngược lại lại cười tủm tỉm mà nói thông minh hài tử nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói có phải hay không vạn đoàn trưởng ngươi yên tâm chúng ta biết lúc này mục thanh mới biết được người này họ vạn ha 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 ta chính là nói vô ích một câu các ngươi biết là được lúc này thời gian không còn sớm ta gọi người đưa các ngươi trở về cảm ơn vạn đoàn trưởng một thanh phải về một gia trại, nàng mẫu thân khẳng định còn chờ nàng, hoắc dung thời cũng cùng nàng cùng nhau trở về, hai cái tuổi trẻ chiến sĩ đưa bọn họ trở về, nói chuyện phím vài câu liền thục lạc lên, các ngươi vừa rồi chỉ nhìn đến bên ngoài trong phòng giam đóng lại điên điên khùng khùng người, không thấy được bên trong sơn động, mẹ gia, cái kia mới dọa người, không biết những cái đó quỷ dương cho bọn hắn ăn cái gì, trên người trường dòi bọ, miệng sùi bọc mép, tứ chi run rẩy, liền tính đưa xuống núi phỏng chừng cũng khó cứu về rồi. Mục Thanh trầm mặt không nói, nàng không thấy được người, nhưng là những cái đó văn kiện ký lục đến Thanh Thanh sở sở. Thời đại này cái gọi là thực nghiệm trên cơ thể người, vi khuẩn chiến, so nàng trước kia biết đến dược nhân, đánh giặc thời điểm hướng trong thành ném thân nhiễm ôn dịch người càng đáng sợ. Đi đến hẻm núi khẩu, Mục Thanh nhìn đến mẫu thân ở đối diện, vội vàng chạy tới. Lâm Ngọc nóng nảy, ngươi nhưng thật ra chậm một chút đi, tiểu tâm ngã xuống đi, sẽ không. Ngoài miệng đáp lời, dưới chân nện bước chậm lại, chờ đến khuê nữ đi tới, Lâm Ngọc gắt gao mà ôm lấy khuê nữ, theo sau lại sinh khí, cho nàng một cái tác, càng ngày càng không hiểu chuyện, nói là đi xem, trương thâm bọn họ đều đã trở lại, chính ngươi lại chạy ném. Nói, ngươi có phải hay không lại tự chủ trương, một thanh chột dạ mà cúi đầu, hoắc dung thời nhìn một thanh liếc mắt một cái, cười nói, Lâm A-di, một thanh phỏng chừng là đi lầm đường, không đuổi kịp trương thâm bọn họ, Lâm Ngọc may mắn, may mắn nàng đụng phải các ngươi, nhưng lo lắng chết ta, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua buổi chiều đi rồi không phải trở về báo cáo tin tức, như thế nào từ bác Vương Sơn bên kia lại đây, ta tối hôm qua đăng báo cáo tin tức lúc sau, sợ bọn họ không biết vị trí, liền đi theo đi chỉ lộ. Lâm A Di đừng lo lắng, bác Vương trên núi địch nhân đều bị bắt, ta còn biết ba ba tin tức nha. Mục Thanh sợ hoắc dung thời nói nàng động thủ sự tình, vội vàng đánh gãy hắn, thật sự. Lâm Ngọc thập phần kinh hỉ, Mục Thanh cười nói, cái kia lãnh đạo nói biết ba ba, hoắc dung thời gật gật đầu, Mục Thanh nói không sai, hôm nay mang đội tới vạn đoàn trưởng, cùng một thúc thúc nhận thức, Lâm Ngọc cao hứng nói, thật là cảm ơn trời đất, biết hắn hảo hảo ta liền an lòng, lúc này sắc trời không còn sớm, nếu nhìn đến đại nhân, hai cái tiểu chiến sĩ cũng muốn trở về Bác Vương Sơn. Ai một gia trại kia ba cái người trẻ tuổi như thế nào không trở về. Mục Thanh nhớ tới một gia trại ba cái người trẻ tuổi, bọn họ ba cái lập công, phải chờ tới sự tình xử lý xong hội báo lúc sau mới có thể trở về. Tiểu chiến sĩ cười nói, nếu là bọn họ điều kiện cũng đủ, nói không chừng bị đặc chiêu tham gia quân ngũ, thật dài thời gian đều sẽ không trở về, đặc chiêu nha, kia thật đúng là chuyện tốt. Nhà nàng một kế đông cũng là đặc chiêu tiến bộ đội người, hàng huyên hai câu, nhìn theo tiểu chiến sĩ trở về, Lâm Ngọc lôi kéo khuê nữ lên núi đi một gia trại, nhìn đến Lâm Ngọc đã trở lại, còn đem một thanh cùng hoắc dung thời mang về tới, trương thâm hưng phấn mà chạy về tới, thế nào? Có phải hay không địch nhân đều không có, chúng ta lúc ấy nghe được súng vang, trên tay liền đem dao phay đều không có, mới chạy nhanh chạy về tới, bành phong niên bọn họ cũng chạy tới, địch nhân đều tiêu diệt, đều tiêu diệt. Từ Hoắc Dung thời nơi này được đến khẳng định đáp án, mọi người đều hoan hô lên náo nhiệt liền cùng ăn tết giống nhau một tộc trưởng vội vàng hỏi chúng ta trong tộc tiểu tử đâu bọn họ nha lần này lập công nói không chừng có rất tốt sự chờ bọn họ khả năng muốn vãn chút trở về trong đó một cái phụ nữ hỏi cái gì chuyện tốt trương đại nương vỗ đùi cùng bộ đội dính lên quan hệ còn có thể có cái gì chuyện tốt đi bộ đội tham gia quân ngũ bái về sau nhà ngươi là có thể quá thượng hảo nhật tử đại gia sắc mặt vui vẻ là loại chuyện tốt này Sắp xỉ đi, trong nhà ra cái tham gia quân ngủ, cả nhà đều quang vinh, lúc này thời gian không còn sớm, xuống núi không quá an toàn, Trương Đại Nương cùng Lâm Ngọc quyết định lại ở một đêm, sáng mai trở về, trải qua như vậy một chuyến, biết trượng phu hết thảy đều hảo, Lâm Ngọc tâm tình bình tĩnh rất nhiều, nàng nên tin tưởng hắn. Buổi tối, một thanh dựa vào mẫu thân ngủ, Lâm Ngọc đem khuê nữ ôm ở trong ngực, không nhẹ không nặng mà chụp nàng mông nhỏ một cái tác, trở về tính sổ với ngươi. Mục thanh đôi mắt một chút mở. Buổi chiều sự tình không đều đi qua sao? Còn hưng lôi chuyện cũ. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm sáng, cảm tạ một gia trại người. Lâm Ngọc cùng Trương Đại Nương phải đi về. Một thúy hương còn muốn ở nhà mẹ đẻ ở vài ngày lại đi. Trèo đèo lội suối về đến nhà. Một thanh tâm vẫn luôn dẫn theo, không biết mẫu thân chuẩn bị như thế nào cùng nàng tính sổ. Trương Thâm hỏi nàng, không đi nhà ta lãnh chiêu tài tiếng bảo. Ta hiện tại liền đi theo ngươi. Mục Thanh thật cẩn thận mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, Lâm Ngọc hừ nhẹ một tiếng, còn không mau đi, Nga, đi theo Trương Thâm đi rồi, Thẩm Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua một gia đại môn, ngươi hôm nay như vậy. Cảm giác ngươi có điểm sợ Lâm A Di, Mục Thanh không nói chuyện, hoắc dung thời câu môi nở nụ cười, Lâm A Di nếu là biết Mục Thanh động thương, lúc này Mục Thanh không chỉ có là sợ Lâm A Di sinh khí đơn giản như vậy, đi Trương Thâm gia đem chiêu tài tiếng bảo lãnh về nhà mẫu thân đã làm tốt cơm trưa giữa trưa ăn mì ăn cơm trưa lâm ngọc thiêu hai đại nồi thủy mau vào đi tắm rửa ở một gia trại không có phương tiện hai ngày không tẩy người đều xuống một thanh đặc biệt ngoan ngoãn ông sạch sẽ xiêm y liền đi rửa mặt chờ nàng tẩy xong ra tới lại ngoan ngoãn mà lượng tóc tóc lượng đến nửa làm nàng đã là buồn ngủ hôn mê lâm ngọc tiến vào nhìn đến bất đắc dĩ mà bế lên khuê nữ đặt ở trên giường đem nàng đầu nhỏ đặt ở trên đùi mềm nhẹ mà cho nàng sát tóc, Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nghi người, ôm mụ mụ eo tiếp tục ngủ, tiểu nhân tinh, càng lớn càng không nghe lời, Mục Thanh còn ở lo lắng đề phòng mà chờ mẫu thân trừng phạt, nàng không chờ đến, bành phong niên trước tao ương, hắn ba chạng vạn tan tầm về nhà, đầu một sự kiện chính là đem nhi tử tấu một đốn, bành vi tiên biên tấu biên mắng, cái nhảy ranh, cái gì cũng đều không hiểu liền dám đi phía trước thấu, đương chính mình như vậy anh dũng, đi đổ đạn ta bành vi tiên như thế nào sẽ có ngươi như vậy xuẩn nhi tử, mất hết lão tử mặt, nhân gia hoác gia tiểu tử còn biết trở về tìm giúp đỡ, ngươi khen ngược, đầu dại dục cùng không thông suốt thạch đầu giống nhau, bành vi tiên bị tấu đến ngao ngao kêu, còn không dám chạy, chỉ có thể xin tha, ba, ta lần sau không dám, tha ta. Ba, ba, ngao, nhẹ điểm, bành phong niên bị tấu trên người đều là vết đỏ, trương tiểu linh còn không dám tiến lên khuyên bành vi tiên đánh đủ rồi trong tay roi một ném ngươi người như vậy đừng nói tham gia quân ngũ chính là đương pháo hôi đều không đủ tư cách đầu óc không được phải hảo hảo cường tráng thân thể đi từ ngày mai đi đi bộ đội huấn luyện đi ba bành vi tiên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đừng cùng lão tử xin tha giống cái nam nhân giống nhau cấp lão tử đi bành phong niên héo biết khẳng định muốn không xong tội chết có thể miễn tội sống khó tha không chỉ bành phong niên, ngày hôm qua đi theo hắn chạy tới bác vương sơn mười mấy người đều ăn tấu, không có đi theo trương khâm vui tươi hớn hở mà từng nhà xem náo nhiệt, ngày hôm sau bành phong niên một đám người bị đá vào bộ đội huấn luyện, trương ngọc mới xem nhi tử vui sướng khi người gặp họa hùng dạng không vừa mắt, cũng đem hắn đá đi vào, nghe thấy cái này tin tức, lâm ngọc chuyên môn đi trương gia một chuyến, mục thanh cũng bị đưa vào đi. Đỉnh Đại Thái Dương ở sân thể dục thượng chạy vòng, Trương Khâm một bên cùng lão ngưu dường như thở hỗn hển một bên nói, em đẹp, ngươi tiến vào làm gì? Một thanh mặt đều chạy đỏ, vô tâm tình phản ứng hắn, nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp. Ai? Hỏi ngươi đâu? Hoắc Dung thời mặt không đỏ khí không suyễn mà từ phía sau theo kịp, đừng nói chuyện, điều chỉnh hô hấp. Còn có ba vòng. Bành Phong Niên quả thực tưởng quỳ xuống, chạy một buổi sáng, còn có ba vòng. Hoắc Dung thời có rảnh liền tới huấn luyện, lần này cái này đặt huấn ban, trừ bỏ huấn luyện viên ở ngoài bọn họ đều đến nghe hoắc dung thời nói lúc này trương thâm khổ ba ba mà nói buổi chiều làm gì không thể cũng chạy đi lại chạy ta chân đều phải chặt đứt hoắc dung thời nhếch miệng cười nói buổi chiều không chạy buổi chiều làm điểm mặt khác nói xong hắn đối một thanh nói một thanh am hiểu đồ vật bắn tên bắn tên hảo nha ít nhất có thể đứng bất động ha hả thật là có bản lĩnh đứng bất động ít người ít nhất trương thâm không phải một trong số đó buổi chiều huấn luyện viên có rảnh mang theo mười mấy tay già đời lại đây chuyên môn tới xem này đàn lăn đầu thanh náo nhiệt trương khâm bọn họ mười mấy người xếp thành một loạt huấn luyện viên chắp tay sau lưng ở bọn họ trước mặt chuyển động này còn không phải là tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ chạy vòng sao huấn luyện viên ta không phục a à, không phục nghẹn huấn luyện viên hét lớn một tiếng hoắc dung thời lại đây cấp này đàn tiểu tử mở mở mắt là bành phong niên trương khâm bọn họ lót chân xem trung không trung a à đối diện xem bia ngắm người lớn tiếng báo cáo, toàn trung, huấn luyện viên đắc ý, khinh miệt mà ngó bọn họ liếc mắt một cái, nhìn một cái, khoác dung thời chính là ta mang ra tới, các ngươi có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn, buổi chiều liền có thể nghỉ ngơi, trương thâm tắt lửa, trong lòng đã ở tính toán, 10 vòng hắn muốn chạy bao lâu, dựa theo hắn tốc độ chạy xong, hoặc là là chân không thể muốn, hoặc là là không đuổi kịp ăn cơm chiều thời gian. Các ngươi ai cái thứ nhất tới, sớm ném xong sớm nghỉ ngơi nha. Bành Phong Niên khí cắn răng, thần mẹ nó sớm ném xong sớm nghỉ ngơi, một thanh nhất tay, ta trước, nha, tiểu cô nương trước tới, dũng khí đáng khen, đại gia vỗ tay, thưa thớt vỗ tay sau, một thanh đi lên trước, ước lượng ước lượng trong tay đồ vật trọng lượng, lại dự đánh giá một chút khoảng cách, vài lần điều chỉnh vị trí sau, ra sức ném văng ra, bên kia kêu, trúng, Bành Phong Niên trừng lớn đôi mắt, tùy tiện ném là có thể trung, trương thâm cười lạnh một tiếng, ngươi cấp tùy tiện ném một cái thử xem một thanh vững vàng bình tĩnh liên tiếp ném chính chính toàn trung một đám xem náo nhiệt huấn luyện viên đều kích động hảo gia hỏa cái này tiểu nha đầu có điểm ý tứ ha một thanh chút nào không kích động huấn luyện viên ta có thể nghỉ ngơi sao a à, có thể có thể đương nhiên có thể bất quá nghỉ ngơi trước lại cho ta thử xem cái này huấn luyện viên lấy ra một khẩu súng phóng trên bàn có dám hay không bắn bi tử có cái gì không dám phanh 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 mười thương xem bia ngắm người hô to mười phát toàn trung nha a à, có điểm đồ vật nha lại đây xem náo nhiệt người bên trong có nhận thức một thanh người nói thẳng đây là một doanh trưởng khuê nữ hắn chính xác các ngươi không biết một doanh trưởng lợi hại nha chính mình ngưu liền không nói khuê nữ cũng giáo tốt như vậy một thanh buổi sáng mệt tàn nhẫn hiện tại có thể nghỉ ngơi xoay người liền đi lưu đại phu phòng khám bệnh nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát chờ đến chạng vạn lại về nhà trương thâm bọn họ đều trụ bộ đội nàng mẫu thân tốt xấu nghĩ đến nàng là tiểu cô nương không có phương tiện cho phép nàng buổi tối về nhà ngủ một thanh phía sau bành phong niên bọn họ đều chấn kinh rồi một gia tiểu nha đầu lợi hại như vậy một thanh lợi hại không đại biểu hắn lợi hại bành phong niên bọn họ cũng không hảo bao nhiêu trên cơ bản chỉ có thể trung một hai lần lợi hại nhất cái kia cũng chỉ trúng bốn lần muốn chạy sáu vòng huấn luyện viên quá cáo già xảo quyệt phi người xấu Mục Thanh ở lưu đại phu phòng khám bệnh nghỉ ngơi một buổi trưa, chạng vạn về nhà, Lâm Ngọc thấy khuê nữ trạng thái không tồi, hôm nay huấn luyện cái gì? Có mệt hay không, huấn luyện thể lực, vẫn luôn chạy bộ, nhưng mệt mỏi, Lâm Ngọc, mệt. Thấy thế nào không quá ra tới đâu, Mục Thanh vội vàng nói, mẹ, ta tưởng tắm rửa, đi tẩy đi, nước tắm đã sớm cho ngươi thiêu hảo, bắt đầu huấn luyện giai đoạn trước, trên cơ bản đều là rèn luyện thể lực buổi sáng huấn luyện khẳng định trốn không thoát, buổi chiều có thể hay không chạy thoát liền các bằng bản lĩnh, khụ khụ, trừ bỏ leo cây, nói lên leo cây, một thanh thật là bất đắc dĩ, như thế nào nàng chính là học không được leo cây đâu, xem nàng quá thảm, trương thâm cùng hoắc dung thời một chọi một giáo nàng, nàng chính là chết sống không thể đi lên, theo tới xem náo nhiệt trần tĩnh đều học xong, một thanh còn dưới tàn cây phịch, trần tĩnh, nếu không ngươi cũng đi tham gia huấn luyện đi, ngươi sẽ leo cây buổi chiều có thể nghỉ ngơi, Trần Tĩnh đột nhiên lắc đầu, ta mới không đi, như vậy Nhiệt Thiên, ta liền tưởng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, thuận tiện đi Hoắc lão sư gia học bù, nhìn xem Trương Khâm, huấn luyện nửa tháng, hắc không được, một thanh còn hảo, không phải thực hắc, chủ yếu là mẫu thân muốn nàng xuyên trường tụ quần dài, còn chụp mũ, hắc hữu hạn, Thẩm Viên cười hắc hắc, các ngươi kiên trì kiên trì, nhiều nhất lại nửa tháng các ngươi là có thể nghỉ ngơi, Trương Khâm hỏng mất, a à, nhanh lên khai giảng đi, ta ái học tập, huấn luyện làm từng bước mà tiến hành, liền sinh nhật cùng ngày cũng chưa tránh được huấn luyện, trương thâm cùng một thanh cũng dần dần thích ứng loại cường độ này, một thanh chính mình cảm giác thân thể hảo không ít, trên người mềm một làn da đều trở nên càng có co giảng. 8 tháng 25 hào, cuối cùng một ngày huấn luyện, một thanh sáng sớm đi bộ đội, hoạt động tay chân làm chuẩn bị, huấn luyện viên tới, hôm nay không phải hắn một người tới, cùng ngày đầu tiên huấn luyện giống nhau mang theo mười mấy người tới, cuối cùng một ngày, chúng ta không chạy vòng, chơi điểm không giống nhau, chơi cái gì, bành phong niên bọn họ phi thường cảnh giác, sợ hãi huấn luyện viên không phải tưởng chơi trò chơi, là tưởng chơi bọn họ, huấn luyện viên khẽ cười một tiếng, yên tâm, không khó. Các ngươi này một tháng vẫn luôn ở luyện chính xác, cũng học bắn tên, chúng ta hôm nay buổi sáng hoạt động chính là đi đi săn, đi săn tiền tam danh giữa trưa là có thể nghỉ ngơi, mặt sau người sao, các ngươi buổi chiều chạy 10 vòng liền giải tán, bành phong niên ánh mắt thiêu đốt hỏa, ta muốn tranh đương đệ nhị danh, đệ nhất danh là ai? Người bên cạnh tò mò, bổn nha, đệ nhất danh khẳng định là một thanh, chúng ta có thể tranh đến quá nàng, cũng đúng, huấn luyện viên nghịch ngợm mà chớp mắt, hoắc dung thời cũng sẽ tham gia, đại gia nỗ lực nha, hoắc dung thời cũng muốn tham gia. Bành phong niên cắn răng, ta muốn tranh đương đệ tam danh, trương thâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước một bước, ta chính là cùng một thúc thúc học quá bắn tên người, có ta ở đây, ngươi tranh đệ tứ danh đi, hai người liếc nhau, ánh mắt đều lập lòe cháy hoa, huấn luyện viên xem thú vị, thực sự có chút gấp không chờ nổi, đừng đứng đâu, hai cái giờ làm hạn định, nắm chặt thời gian, một thanh bọn họ mười mấy người lên núi, phía sau còn đi theo mười mấy cá nhân, này đó đều là nhà ăn người, vào núi lúc sau, bọn họ phi thường có ăn ý mà chia làm hai đội, một đội đi theo hoắc dung thời. Một đội đi theo mục thanh cung tiễn không phải một thanh dùng quán cung tiễn, thích ứng hơn 10 phút, phía sau phát huy liền ổn định lên, trên cây phi gà rừng, trên mặt đất chạy con thỏ, thậm chí liền dòng suối nhỏ cá đều trốn không thoát, bọn họ biết hoắc dung thời cùng một thanh rất lợi hại không sai, nhưng là, có thể lợi hại thành như vậy sao, bành phong niên đều ngây ngẩn cả người, đứng ở chỗ đó liền nhìn một thanh tùy ý mà bắn tên, không có một lần thất bại, trương Thâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, huynh đệ, ngươi còn muốn tranh đệ tứ danh nhưng đừng đứng ở nơi này phát ngốc. Bành Phong Niên ghét bỏ mà vỗ vỗ chính mình bả vai, thiếu lôi kéo làm quen, ai cùng ngươi là huynh đệ, hành đi, không phải liền không phải, Trương Khâm cũng không ngại, hắn ngây ngốc mà cười, hắn huynh đệ, ít nhất cũng là hoác dung thời cùng một thanh như vậy cấp bậc mới đối sao. Hai cái giờ sau, này một mảnh thu thập không sai biệt lắm, một thanh chuẩn bị nghỉ tay, Trương Khâm ở nàng sườn phía sau, đuổi đi một con thỏ truy, phía trước chính là con thỏ động, mắt thấy không diễn một thanh bắn ra một mũi tên, con thỏ ngã vào con thỏ trước động, trương thâm đuổi kịp một mũi tên, con thỏ hoàn toàn phi thăng, hắc hắc, đa tạ lạp, không khách khí, đều là chính mình công lao, một thanh trắng trợn táo bạo mà thiên giúp, chung quanh mấy cái nhà ăn đầu bếp đều làm bộ không thấy được, hiện thực chính là như vậy có ý tứ, một thanh xếp hạng đệ nhất, hoắc dung thời lạc hậu hai chỉ xếp hạng đệ nhị, trương thâm so đệ tứ danh nhiều một con, xếp hạng đệ tam. Đệ tứ danh Bành Phong Niên, giờ phút này khí ngứa răng, như thế nào liền như vậy thiếu, vừa vặn lạc hậu một con đâu, có thể hay không tính sai rồi, trương thâm lập tức nhảy ra, sao có thể tính sai, ngươi cảm thấy nhà ăn đầu bếp đếm đếm đều sẽ không sao, đệ tam danh bốn con, đệ tứ danh ba con, xác thật không có khả năng số sai, mặt sau người, có mấy cái bắt được một hai chỉ, dư lại động tác nhất trí trứng ngỗng, không cần phải nói, chuẩn bị trở về chạy vòng đi, không cần phải nói, hoắc dung thời cùng một thanh ở hôm nay thu hoạch pha phong, giữa trưa có thịt ăn. Những người khác đều là tới góp đủ số, đại gia một chút đều không ngoài ý muốn. Ai nha, này bắn tên khó học nha, chúng ta trong đội hảo chút bắn súng chuẩn người, bắn tên chính xác cũng không được, thật là kỳ quái, nếu là dễ dàng như vậy học, chúng ta một doanh trưởng cũng sẽ không độc nhất phân. Lãnh đạo nhóm đi lên mặt, một thanh cùng hoắc dung thời lạc hậu một bước đi rồi mặt, trương khâm cố ý cùng bọn họ cùng nhau, tiến đến một thanh bên người nhỏ giọng nói, cảm tạ, một thanh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ngươi chính là không có kia một con, cùng bành phong niên cũng là song song đệ tam, cũng không cần chạy, trương thâm hừ nhẹ một tiếng, ta mới không muốn đâu, ta liền thích nhìn hắn chạy, giữa trưa Mục thanh không trở về, bởi vì nàng hôm nay cống hiến đại, cơm trưa ở nhà ăn ăn, ăn xong cơm trưa mới trở về, lâm ngọc không chờ khuê nữ trở về ăn cơm trưa, chuyên môn lái xe lại đây hỏi một chút tình huống. Mục Thanh vừa vặn đi đến cổng lớn, lâm ngọc lái xe mang theo khuê nữ trở về ngày mai không đi huấn luyện ân không đi lâm ngọc cười nói lần này ngươi nhưng phát triển trí nhớ về sau không chuẩn như vậy lỗ mãn mọi việc muốn lấy chính ngươi an toàn làm trọng biết rồi lại nói tiếp này đều hơn một tháng ra cửa nam nhân còn không có trở về lâu rồi không nghe được tin tức lâm ngọc trong lòng lại có chút lo lắng tuy nói lo lắng nàng hiện tại cũng sẽ không chỉ buồn ở trong lòng ngươi nói ta đi hỏi một chút ngươi uông lộ a di như thế nào có thể nha loại này việc nhỏ uông lộ a di nếu biết khẳng định sẽ nói cho chúng ta ngươi nói đúng ta buổi chiều liền đi khó được như vậy nhàn tản buổi chiều ba bốn giờ chung mục thanh ở trong thư phòng đọc sách loát miêu lâm ngọc đi quân khu đại viện tìm uông lộ lâm ngọc trong tình huống bình thường là sẽ không chuyên môn tới trong nhà tìm nàng vừa thấy đến nàng uông lộ lập tức liền đoán được nàng tới làm gì uông lộ cười nói hỏi ngươi gia một doanh trưởng tin tức, Lâm Ngọc cũng cười, cái gì đều không thể gạt được ngươi, mau cùng ta nói nói, bên kia có tin tức sao, có. Ung lộ ở hậu viện nhà ngồi, vội kêu trương tẩu lại đoan một cái ghế lại đây, Lâm Ngọc ngồi xuống, Ung lộ mới nói, trước hai ngày nghe nhà ta cái kia nói, phía trước chiến cuộc tương đối ổn định, còn nói nếu không có gì vấn đề lớn. Tháng sau Trần Sư trưởng bọn họ liền phải triệu hồi tới, nghe được lời này Lâm Ngọc liền an tâm rồi, nếu đều đang thương lượng triệu hồi tới, thuyết minh tình huống không nghiêm trọng, hàng Huyên trong chốc lát chính sơn huyện bên kia sự tình, Lâm Ngọc hỏi Ung Lộ, ngày mai muốn uống canh sao? Nhà ta Thanh Thanh huấn luyện kết thúc, ngày mai buổi sáng chuẩn bị hầm nồi nước cho nàng bổ một bổ, Hành Nha, ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi. Nói đến ăn canh Ung Lộ liền có tinh thần, Lâm Ngọc khẽ cười một tiếng, ngươi nha, luôn là như vậy cổ động, không nói gạt ngươi, nếu không phải sợ phiền toái ngươi ta thật đúng là tưởng uống cần một chút thứ tốt ăn đến trong bụng chính mình mới biết được tân học kỳ mau khai giảng lâm ngọc nhọc lòng mỗi ngày buổi chiều lao động học sinh tiểu học buổi chiều không có gì sự tình làm ta nghe nói học sinh trung học muốn đi quét đường cái làm việc nhà nông tham gia xóa nạn mù chữ những nhiệm vụ này đều sẽ tùy cơ an bài bất quá cũng không phải mỗi ngày an bài như vậy mãn nghỉ ngơi thời điểm vẫn là rất nhiều cách vách liền ở hoác gia Hoắc Dung thời buổi chiều thường xuyên đi trên núi huấn luyện, xem hắn sẽ biết, buổi chiều muốn làm sống khẳng định không nhiều lắm, nói nữa, thật sự không nghĩ đi, còn có thể xin nghĩ sao, cung lộ cho nàng chi chiêu, đọc sơ trung hài tử cái nào không phải mười mấy tuổi, nhà ngươi thanh thanh mới vừa mãn tám tuổi, tuổi còn nhỏ, lão sư cũng sẽ chiếu cố chút, thật sự làm không được chúng ta liền xin nghĩ, Lâm Ngọc do dự, thường xuyên xin nghĩ được chứ, ngươi nhưng đừng như vậy thành thật, không nghĩ đi liền không đi. Lâm Ngọc gật gật đầu, ta quay đầu lại cùng Thanh Thanh nói, ngày hôm sau Mục Thanh vẫn là ở nhà nghỉ ngơi, buổi sáng mẫu thân ở nhà bận việc hầm canh, giữa trưa Mỹ tư tư mà ăn một đốn. Chờ đến buổi chiều, Hoắc Dung thời bọn họ tới trong nhà chơi, Trương Thâm nằm ở nhà nàng trên ghế nằm, cảm thán một tiếng, đã lâu không như vậy thoải mái, thẩm viên cười trộn, ngươi cũng là có thể nghỉ ngơi mấy ngày nay, khai giảng sau vẫn là thành thật đi Hoắc lão sư nơi đó học bù đi, Trương Thâm lười biếng mà lên tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi nghỉ hè học bù là có thể đuổi theo ta, thiết, có rảnh chúng ta so một lần, so liền so, ta mới không sợ các ngươi. Mục Thanh cùng Hoắc Dung thời ở thư phòng chơi cờ, nghe được bọn họ lời nói, Mục Thanh nói, cao trung tri thức học xong, các ngươi chuẩn bị cùng Hoắc lão sư học đại học khóa, học bái, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, học thêm chút tri thức không có gì không tốt. Mục Thanh rơi xuống một quả quân cờ, trương thâm tiểu tử này không tồi sao, xuất thân như vậy gia đình, còn có như vậy cường hiếu học chi tâm. Hoắc Dung thời nhìn ván cờ, ở một cái đặc biệt xảo quyệt vị trí rơi xuống một tử, một thanh hít mắt, bị tính kế, nhàn tản mà qua mấy ngày, khai giảng trước từng ngày khí hảo, Lâm Ngọc hai mẹ con cùng nhau vào núi đi hồ nước nơi đó, hai mẹ con bận việc một buổi sáng, lộng mấy thùng hoang dại cá về nhà, trong nhà thật dài thời gian đều có mới mẻ cá ăn, chương 54, tân học kỳ khai giảng, một thanh một mình đi sơ trung, ở cổng trường đụng tới thẩm viên cùng trần tĩnh thanh thanh mau tới chúng ta ba cái vẫn là một cái lớp một thanh đảo qua phân ban biểu không chỉ thẩm viên cùng trần tĩnh trương thâm cũng cùng nàng một cái lớp nguyên lai lớp học Điền điềm cùng ngô quế anh phân đến lớp bên cạnh trương thâm chạy tới sách thực sự có duyên phận chúng ta hai cái lại phải làm ngồi cùng bàn thẩm viên cùng trần tĩnh vẫn là ngồi cùng bàn một thanh cũng không muốn cùng mặt khác đồng học một lần nữa thích ứng liền gật gật đầu Ta cũng như vậy tưởng, tiếng phòng học sau, Mục Thanh phát hiện, sơ trung cùng tiểu học có một chút phi thường rõ ràng, nguyên lai lớp học đồng học miễn cưỡng có thể làm được nam nữ các một nửa, hiện tại toàn bộ ban nữ đồng học nhiều nhất có một phần ba. Đồng thời, đại bộ phận có thể đọc sơ trung nữ đồng học, trên người xuyên sim y so lớp học nam đồng học muốn tốt một chút, lão sư tới, để nhất đường khóa nói một câu trường học điều lệ chế độ, một vòng thời khóa biểu, còn có chính là buổi chiều lao động lão sư nhìn một thanh liếc mắt một cái, trên nguyên tắc lớp học mỗi cái đồng học đều phải tham gia lao động, nhưng là cá biệt tuổi quá tiểu nhân đồng học có thể xem tình huống tham gia, mặt khác đại đồng học tận lực chiếu cố một chút, lớp học mặt khác đồng học không rõ ràng lắm tình huống, còn không hiểu ra sao, tiểu học khi cùng một thanh một cái lớp, còn có chính là quân khu đại viện hài tử đều biết lão sư nói chính là ai, nói xong lớp học việc vặt vảnh, lúc này mới bắt đầu chính thức đi học, hôm nay đệ nhất khóa, đọc báo chí mục thanh rủ xuống đôi mắt không tiếng động mà thở dài đọc sơ trung cùng đọc tiểu học đối mục thanh tới nói khác biệt không phải rất lớn buổi chiều lao động muốn tham gia liền tham gia tưởng không đi liền không đi nàng không phải đặc biệt hòa hợp với tập thể người nếu lão sư nói nàng có thể xem tình huống đi nàng cũng sẽ không lãng phí cơ hội này lâm ngọc thấy khuê nữ thích ứng không tồi cũng liền không có hỏi nhiều đã là cuối hè đầu thu lâm ngọc một bên phải cho khuê nữ làm mùa thu xuyên trường tụ xiêm y một bên còn muốn vội vàng mua lương thực độn đồ ăn. Một thanh buổi chiều không đi lao động thời điểm, liền đi theo mẫu thân nơi nơi chạy, hoặc là là đi trên núi nhặt nấm, quả dại tử, hoặc là là đi học chợ mua đồ ăn mua lương thực. Năm trước mua chân giò hung khói đã sớm ăn xong rồi, vốn đang tưởng mua chút chân giò hung khói tới, đáng tiếc chợ thượng không ai bán. Lâm Ngọc lại chỉ có thể thắt Trương Đại Nương hỗ trợ hỏi thăm, lần này vô dụng bao lâu thời gian, Trương Đại Nương nói, một gia trại có 13 điều chân giò hung khói muốn bán, nàng nếu muốn, đều cho nàng đưa tới. Lâm Ngọc kinh ngạc, nơi nào tới nhiều như vậy chân giò hung khói, Trương Đại Nương nhỏ giọng nói, dựa theo đại đội thượng nuôi heo số định mức tới nói, khẳng định không có nhiều như vậy heo chân, này không phải bọn họ trong lén lút dưỡng sao, năm trước chỉ chịu chút ít bán một ít cấp Lâm Ngọc gia, chủ yếu là quan hệ không phải rất sâu, một lần bán quá nhiều chân giò hung khói, sợ truyền ra đi gọi người đã biết trước lấy phiền toái. Trương Đại Nương cười ha hả, chúng ta hiện tại chính là cùng nhau tao quá khó quan hệ, một gia trại người tin được ngươi, dù sao muốn bán, nhiều bán cho ngươi một ít cũng không quan hệ. Lâm Ngọc dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, ngươi kêu một tộc trưởng bọn họ yên tâm, ta miệng khẩn, khẳng định sẽ không nói bậy, ha ha ha, bọn họ nếu kêu ta tiện thể nhắn, khẳng định tin được ngươi. Trương Đại Nương lại nói, ngươi cũng biết nông gia chân giò hung khói đều rất lớn, một cái chân giò hung khói mấy chục cân, 13 điều chân giò hung khói chính là mấy trăm cân, sợ ngươi không hảo dọn, ngươi nếu muốn, cách hai ngày bọn họ tất đưa lại đây, hành, vậy phiền toái, thương lượng giá tốt sau, Lâm Ngọc về đến nhà, cao hứng mà cùng khuê nữ nói, nhà chúng ta mặc sau mấy năm đều sẽ không thiếu chân giò hung khói ăn, làm sao vậy, một gia trại có thật nhiều chân giò hung khói, một thanh nghe mẫu thân nói xong, cười nói, một gia trại chân giò hung khói ướp hảo, bọn họ có bao nhiêu nhà chúng ta muốn nhiều ít, Lâm Ngọc gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, Lâm Ngọc xoay người ra cửa, ngươi cũng học tập một buổi trưa, đừng nhìn thư, ra tới đi lại đi lại, nghỉ ngơi một chút đôi mắt, hảo, Lâm Ngọc thật sự độn đồ vật nghiện, này non nửa tháng, hoa một trăm nhiều đồng tiền, này còn không có tính thượng hỏa chân tiền, lại qua mấy ngày, một gia trại đem chân giò hung khói đưa tới, này một bút liền hoa gần một ngàn đồng tiền. Đây chính là bút cự khoản, vì cảm ơn Lâm Ngọc, một gia trại người trừ bỏ đưa tới chân giò hung khói, còn tặng một thùng gỗ im cá, còn có một lu măng chua, chối từ luôn mãi, vẫn là nhận lấy, nhà ta thích chân giò hung khói, trong nhà thân thích cũng thích, các ngươi nếu còn có chân giò hung khói muốn bán, chỉ lo tới tìm ta, tới đưa chân giò hung khói đám tiểu tử liếc nhau, một cái dẫn đầu nói, có thể cùng ngài giao dịch chúng ta khẳng định càng yên tâm, phía sau nếu có chân giò hung khói muốn bán, nhất định trước cùng ngài nói một tiếng lâm ngọc thỉnh bọn họ uống nước đường ngồi xuống hàng huyên vài câu bọn họ liền phải đi trở về này đó chân giò hung khói là mười mấy gia tiền đặt ở trên người không yên tâm bọn họ muốn chạy nhanh trở về trên đường trở về đại gia cao hứng phấn chấn mà thương lượng bán chân giò hung khói được đến tiền có thể cấp trong nhà thêm chút qua mùa đông chăn bông quần áo nếu tiền đủ nói còn có thể cấp trong nhà sửa chữa lại sửa chữa lại phòng ở đem người tiễn đi lâm ngọc quay đầu lại cùng khuê nữ nói nếu là cho phép mua bán, này không lớn gia đều có thể quá thượng hảo nhật tử, này không phải chúng ta nhọc lòng sự tình. Hơn nữa, xem một gia trại sẽ biết, thượng có chính sách, hạ có đối sách, đầu óc linh hoạt người, khi nào đều sẽ không quá quá kém, một gia trại vị trí hảo nha, đủ hẻo lánh, người bình thường cũng sẽ không đi bọn họ chỗ đó kiểm tra, không giống chúng ta trong thôn, ly huyện thành thân cận quá, chung quanh còn có mặt khác đại đội, có chút việc đều tàn không được. Một Thanh gật gật đầu, một gia trại có thể lén vụn trộn nhiều nuôi heo, chủ yếu là bọn họ đều là một cái họ, trong trại người cũng đủ đoàn kết. Nói đến trong thôn, Hồng Kỳ mùa hè thời điểm cũng nên cao trung tốt nghiệp đi, không biết hắn hiện tại tìm được công tác không có, tuy nói Hồng Kỳ muốn làm binh, chưa binh danh ngạch thiếu, phỏng chừng tuyển thượng khả năng tính không lớn, cao trung tốt nghiệp, nếu là có quan hệ lại có bản lĩnh, tiến xưởng đương công nhân vẫn là có thể nỗ lực thử xem. Người ba ăn Tết thời điểm nói, nếu có chiêu binh thông tri liền cho bọn hắn phát điện báo, người ba trong khoảng thời gian này không ở, chúng ta cũng không biết có hay không chiêu binh tin tức. mẹ, người cấp định nam thúc thúc gọi điện thoại đi, hỏi một chút trong nhà tình huống, cũng đúng. đánh giá hình định nam buổi chiều mau tan tầm, lâm ngọc đi ung lộ ra mượn điện thoại, cấp mang sơn huyện nhân dân bệnh viện đánh một cái, hình định nam vừa vặn nhận được, lâm ngọc hỏi vài câu trong nhà tình huống, giải thích nói kế đông đi địa phương khác, vẫn luôn không ở nhà không biết tình huống cùng hắn hỏi thăm hồng kỳ thế nào điện thoại kia đầu hình định nam kinh ngạc ngươi còn không biết hồng kỳ bị chiêu binh chiêu đi rồi nghe nói là đi các ngươi nơi đó mấy ngày hôm trước liền lên xe lửa hiện tại phỏng chừng đều mau đến nam Quảng huyện cái gì lâm ngọc có điểm ngốc không nghe nói a à. hình định nam cười nói phỏng chừng là nghĩ tới lại cùng các ngươi nói mấy ngày nay ngươi chú ý chú ý nhìn xem có hay không tân binh đi các ngươi nơi đó hàng huyên vài câu, Lâm Ngọc cúp điện thoại, còn có chút không thể tin được, này liền thành, hung lộ cười hỏi, nhà ngươi cháu trai tham gia quân ngũ, đúng vậy, nghe nói mới chiêu tiến bộ đội, muốn tới chúng ta nơi này, phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói sao, hậu cần bộ năm nay đính quân phục so năm trước nhiều, có tân binh tới cũng bình thường, phỏng chừng liền hai ngày này, từ từ xem lại nói, không chờ hai ngày, hôm nay sáng sớm, một thanh đi đi học trên đường, liền nhìn đến xếp hàng chỉnh tề binh lính từ ga tàu hỏa một đường lại đây, bọn học sinh đều đứng ở ven đường xem, Mục Thanh nhìn một hồi lâu, cũng không thấy được nàng đường ca. Trần Tĩnh lôi kéo Mục Thanh tiến trường học, ngươi vừa rồi nhìn cái gì mà nhìn như vậy nghiêm túc, xem bên trong có hay không ta đường ca, nghe người trong nhà nói, ta đường ca cao trung tốt nghiệp tham gia quân ngũ, tới vẫn là Nam Quảng huyện, nhiều người như vậy ngươi thấy thế nào được đến. Yên tâm, nếu là thật tới, chờ dàn xếp hảo hắn khẳng định sẽ đến hỏi thăm, chiều nay không có lao động khóa, khó được nghỉ ngơi, trương thâm bọn họ tới trong nhà nàng chơi, hoắc dung thời nói, nghe ta ba nói, lần này tới tân binh tổng cộng có hai ngàn người, chờ bọn họ huấn luyện một tháng sau, sẽ phân công đến thiếu người liên đội trung đi, đi theo ra nhiệm vụ, bọn họ muốn huấn luyện một tháng sau mới có thể ra tới, sẽ không, hôm nay dàn xếp hảo, ngày mai như thế nào cũng đến nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày làm cho bọn họ thích ứng thích ứng lâm ngọc xoay người đối mẫu thân nói đường ca khả năng ngày mai tới tới bái đông sương phòng có giường đệm hắn tới liền trụ đông sương phòng trương thâm tò mò ngươi đường ca cũng sẽ bắn tên sẽ ta ba kêu hắn nỗ lực luyện luyện ít nhất chính xác muốn luyện hảo mục thanh cho rằng đường ca ngày mai nghỉ ngơi mới trở về không nghĩ tới buổi chiều hắn liền tới rồi tam nương thanh thanh đã lâu không thấy lâm ngọc kinh hỉ nói không phải thuyết minh thi nghỉ ngơi sao hôm nay là có thể ra tới, Mục Hồng Kỳ cười nói, ta nói ta ở chỗ này có thân thích, mang chúng ta huấn luyện viên hỏi ta thân thích là ai trụ chỗ nào, ta nói ta đường thúc kêu một kế đông, huấn luyện viên một chút sẽ biết, trả lại cho ta chỉ lộ, Trần Tĩnh nhìn lén Mục Hồng Kỳ, nhỏ giọng cùng Mục Thanh nói, nhà các ngươi người đều lớn lên như vậy cao sao, Mục Thanh đánh giá đường ca, cũng không tính rất cao đi, cùng hoắc dung thời không sai biệt lắm, Hồng Kỳ, mau tới ngồi muốn ăn cái gì cùng tam nương nói, tam nương làm cái gì cũng tốt ăn, ta không kén ăn, thật là hảo hài tử. Lâm Ngọc cười đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, một thanh cấp đường ca giới thiệu chính mình bằng hữu, một hồng kỳ cười cùng bọn họ chào hỏi, một hồng kỳ treo gẹo nói, các ngươi thật là lợi hại, có thể cùng thanh thanh làm bằng hữu, có ý tứ gì, thanh thanh đầu óc thông minh, nàng bằng hữu khẳng định cũng thật thông minh đi, ở trong thôn, đường mùi liền cùng quốc trụ thúc gia cô nương quan hệ hảo một chút, nhưng là, cũng liền còn hành, cùng bọn họ mấy cái đường ca quan hệ sao cũng chỉ có thể nói còn hảo, không tính là đặc biệt thân mật. Một hồng kỳ trước kia cũng tưởng cùng đường muội kéo gần quan hệ, đáng tiếc, đường muội sẽ hắn sẽ không, hắn sẽ đường muội không có hứng thú, nói không đến một chỗ đi. Mấy người này, vô luận nam nữ, vừa thấy ăn mặc cùng khí chất đều không kém, khẳng định là người trong sạch xuất thân chịu quá tốt đẹp giáo dục người thông minh. Thẩm viên cùng Trần Tĩnh bị khen ngượng ngùng, vội vàng nói chính mình đọc sách thành tích thực bình thường, trương thâm gia mặt dày, trực tiếp cam chịu chính mình thông minh. Vốn dĩ sao, nếu không có một thanh cùng hoắc dung thời, hắn coi như quân khu đại viện này một đám bạn cùng lứa tuổi bên trong thông minh nhất đi, hàng huyên trong chốc lát, một hồng kỳ đã biết bọn họ thân phận, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đường muội cùng bọn họ giao bằng hữu thời điểm, tam cha vẫn là cái binh lính bình thường, đều còn không phải liền trường. Một hồng kỳ đánh giá đường muội tuy nói vẫn luôn biết nàng lợi hại, không nghĩ tới lợi hại thành như vậy, có thể cùng tư lệnh viên, sư trưởng cùng đoàn trưởng gia hài tử giao bằng hữu, có phải hay không tam cha thăng chức, cũng có nơi này quan hệ, thời gian không còn sớm, nói hội thoại, mọi người đều đi trở về, đi phía trước thẩm viên cùng một thanh nói, ta mẹ thuyết minh sáng sớm thượng chưng rau hẹ trứng gà bánh bao, ta cho ngươi mang một cái, ta rất thích ăn cái này hương vị, vậy trước cảm ơn, không khách khí, trương thâm thò lại gần, ta cũng thích ăn rau hẹ trứng gà nhân bánh bao đâu, hừ, muốn ăn chính mình làm đi, trương thâm bất mãn, thẩm viên, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia ha, ta vui, ta cấp trần tỉnh mang, cấp hoắc dung thời mang, chính là không cho ngươi mang, hoắc dung thời lễ phép cự tuyệt, ta không cần, cảm ơn, trương thâm vội vàng nói, ngươi nghe, hoắc dung thời không cần, hắn cái kia cho ta đi, trần tỉnh cười ha ha, trương thâm, ta phát hiện ngươi da mặt thật hậu nha, tiểu nha đầu biết cái gì, da mặt dày, ăn đến đủ, Lâm Ngọc ở phòng bếp kêu, Thanh Thanh, lại đây bưng thức ăn, ai, một hồng kỳ cũng đi theo đi hỗ trợ, trong nhà có thịt, dùng phì chân giò hung khói thịt xào đậu que, một cái thịt kho tàu cà tím, chua cây khoai tây ti, tạm chấp nhận ăn, ngày mai tam nương cho ngươi làm ăn ngon, ha ha, này đó liền rất ăn ngon. Tam nhà mẹ để đồ ăn, so trong nhà ăn ngon nhiều, Lâm Ngọc cho hắn gấp đồ ăn, ăn nhiều một chút, phía trước cũng không biết ngươi có hay không bị tuyển thượng nếu không phải gọi điện thoại trở về cũng không biết ngươi lại đây mục hồng kỳ lộ ra cái cười tới trường học chinh binh trưng binh người ta nói ta thân thể tố chất hảo là tham gia quân ngũ hảo nguyên liệu vốn dĩ có thể lựa chọn đi đông bắc hoặc là đi tây nam ta nghĩ đến các ngươi liền lựa chọn tới nơi này bà bà gia gia nói dù sao muốn tới chờ tới lại thông tri các ngươi lâm ngọc vội vàng nói may mắn ngươi tuyển nơi này đông bắc bên kia nhiều lãnh nha trời xa đất lạ tam nương tam cha đi nơi khác là ngươi nghe ai nói không nghe ai nói ta chính là hỏi một chút ngươi tam cha đi chính sơn huyện đã hơn hai tháng hẳn là mau trở lại đi chính sơn huyện mục hồng kỳ trên mặt tươi cười ngây ngẩn cả người này không phải đánh giặc đánh đến nhất hung biên cảnh sao thất thần làm gì mau dùng bữa nha. cơm nước xong lâm ngọc cho hắn an bài đi đông sương phòng ngủ về sau nghỉ phép ngươi liền tới trong nhà ở vài ngày, tam nương mặt khác không thể giúp ngươi, cho ngươi thay đổi ăn uống, làm điểm ăn ngon vẫn là có thể, hắc hắc, cảm ơn tam nương, đúng rồi, ngươi ngày mai cấp hình định nam gọi điện thoại đi, cùng người trong nhà nói ngươi tới rồi, hảo, lâm ngọc tưởng cấp cháu trai hầm canh uống, ngày hôm sau buổi sáng đi dược liệu thị trường mua đồ vật, thuận tiện đem uông lộ kêu lên, đi trương gia thời điểm đem một hồng kỳ mang đi, mượn trương gia điện thoại dùng. Cấp trong nhà báo xong tin, lúc này mới chuẩn bị ra cửa. Hôm nay chuẩn bị làm dưỡng sinh canh, tính thượng hoác gia, tổng cộng muốn hầm tam nồi. Lâm Ngọc trước kia còn ở viện điều dưỡng đi làm thời điểm, một ngày nhiều nhất hầm mấy chục nồi, tam nồi đều là chút lòng thành. Một hồng kỳ đi theo tam nương phía sau hỗ trợ sách đồ vật, trong lòng cảm thán, tam nương cũng thật lợi hại, bằng vào chính mình tay nghề cùng tư lệnh viên gia đều giao thượng bằng hữu. Trước kia bọn họ thật sự tưởng kém, tam cha có thể nhanh như vậy lên làm doanh trưởng, trừ bỏ chính hắn lợi hại khẳng định còn có tam nương cùng đường muội nhân tình ở bên trong một hồng kỳ càng ngày càng khẳng định một hồng kỳ sau lại huấn luyện bị thương đi quân khu bệnh viện xem bệnh hắn vừa nói hắn họ mục bác sĩ liền hỏi hắn cùng một thanh cái gì quan hệ một hồng kỳ quả thực khiếp sợ tam cha gia nhân mạch như vậy quản sao bất quá đây đều là lời phía sau hiện tại hắn còn đắm chìm ở tam nương cùng đường muội thật sẽ giao bằng hữu trong cảm tháng hồng kỳ thất thần làm gì mau tới tuyển củ mài, Nga, tới, Lâm Ngọc hôm nay chuẩn bị làm bữa tiệc lớn chiêu đãi cháu trai, trừ bỏ dưỡng sinh canh ở ngoài, còn chuẩn bị làm thanh xào củ mài phiến, thịt khô xương sườn thiêu khoai tây, còn có một cái bún thịt, giữa trưa tan học, một thanh làm trương thâm thẩm viên bọn họ đi trước, nàng có việc tìm hoắc dung thời, một thanh ở sơ trung cửa đợi trong chốc lát, hoắc dung thời mới từ cao trung cổng trường lại đây, chờ ta, ân, ta mẹ làm dưỡng sinh canh. Trong chốc lát ngươi đi nhà ta đoan đi, quá phiền toái lâm a di một thanh liếc hắn một cái cho các ngươi ngươi liền cầm hoắc dung thời cười khẽ không thể khách khí hai câu có bản lĩnh ngươi không cần kia thật đúng là không thể liền tính ta không cần ta gia gia nãi nãi cũng muốn bọn họ phải biết rằng ta giả khách khí cự tuyệt khẳng định khí giữa trưa không cho ta thượng bàn ăn cơm một thanh khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo hắn về nhà hoắc dung thời lễ phép hỏi hảo lâm ngọc tiếp đón hắn đi đoan lẩu niêu không nóng nảy đưa về tới quá hai ngày có rảnh trả lại cho ta cũng đúng lớn như vậy một nồi một đốn khẳng định ăn không hết buổi tối còn muốn lại nhiệt một đốn cảm ơn lâm a di ta đi về trước về đi hôm nay giữa trưa này đốn bữa tiệc lớn một hồng kỳ ăn sản vuốt cái bụng mặc sức tưởng tượng tương lai nhất định phải hảo hảo công tác kiếm tiền về sau dựa vào chính mình cũng có thể quá thượng như vậy ngày lành cơm nước xong lâm ngọc tống cổ khuê nữ chạy nhanh đi nghỉ ngơi trong chốc lát còn muốn đi tham gia lao động, chiều nay lao động khóa là quét đường cái, ăn cơm trưa sau, cầm chính mình ra cây chổi liền đi, hai điểm nhiều chung, mặt xám mày cho mà trở về, Lâm Ngọc sớm chuẩn bị tốt nước ấm, mau đi tẩy tẩy, ân, một thanh rửa mặt động tác chậm, chờ nàng thu thập hảo ra tới, trương khâm bọn họ đều tới, trương khâm, thẩm viên cùng trần tĩnh, một người chiếm cứ một trương ghế nằm, nàng đường huynh ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng một thanh liếc trương khâm liếc mắt một cái, nhà ngươi không có ghế nằm. Nhà ta thoải mái một ít, trương khâm đôi mắt đều không có mở, là nha, thích nhất nhà ngươi ghế dựa, hoắc dung thời đẩy cửa tiến vào, trương thâm mở to mắt, mới mẻ sự nha, liên tiếp hai ngày lại đây chơi, ngươi không đi trên núi huấn luyện, không đi, trong khoảng thời gian này hẳn là đều sẽ không đi, ta ba nói, phụ cận trên núi muốn vòng ra tới huấn luyện tân binh, một hồng kỳ tò mò, như thế nào huấn luyện. Ta nghe nói huấn luyện tân binh chủ yếu là huấn luyện nghe khẩu lệnh, đi nghiêm đi, đi đều bước gì, hoặc dung thời lộ ra cái ý vị thâm trường tươi cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, tới biên cảnh cũng không phải là quá mọi nhà, huấn luyện chính yếu mục đích, chính là gia tăng bọn họ sinh tồn suất, cũng không phải là giả mô giả dạng mà bãi mấy cái đẹp tư thế liền tính, mọi người đều mệt mỏi, không nghĩ chơi cái gì động não trò chơi, trương thâm khuyến khích mọi người đi xem điện ảnh, một hồng kỳ cái thứ nhất hưởng ứng gần nhất có cái gì tân điện ảnh, không biết, đi xem sẽ biết, Trương thâm hỏi một hồng kỳ, ngươi đều tham gia quân ngũ, không đi chiếu Trương Tương cấp trong nhà gửi trở về, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Một hồng kỳ xoay người hỏi đường muội Thanh Thanh có đi hay không, đi thôi, Trần Tĩnh xuống Mỹ, tưởng về nhà thay váy đi chụp ảnh, năm trước chúng ta cùng đi chụp ảnh, năm nay cũng đi chiếu một cái bái, hành nha, một thanh đầu tóc phơi khô, Lâm Ngọc cấp khuê nữ biên hai điều đen bóng biếm tóc, liền lúc này công phu, trương thâm bọn họ chạy về gia, đổi váy đổi váy, lấy tiền lấy tiền, trần tĩnh không cho một thanh mang tiền, năm trước chúng ta chiếm ngươi cùng hoắc dung thời tiện nghi, năm nay chúng ta tới cấp tiền, hảo đi, trạm thứ nhất đi chụp ảnh quán, thẩm viên cùng trần tĩnh hi hi ha ha mà dọn xong tư thế, chúng ta trước tới một cái chụp ảnh chung, một thanh đứng ở trung gian, hai bên là thẩm viên cùng trần tĩnh kéo nàng cánh tay, hoắc dung thời. Trương Thâm cùng một hồng kỳ đứng ở mặt sau chụp ảnh chung lúc sau, hai người chiếu, đơn người chiếu, chiếu thật nhiều trương. Mục Thanh cùng Đường Ca chiếu, lại cùng Trương Thâm chiếu, lại cùng Hoắc Dung thời chiếu, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, Trương Thâm ai một tiếng, như thế nào đi theo năm kém nhiều như vậy, là Hoắc Dung thời trường cao vẫn là một Thanh biến lùn, Mục Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương Thâm ha ha mà cười, ta nói bừa, sư phó, mau cho bọn hắn chụp ảnh, Hoắc Dung thời hống nàng đừng nóng giận cánh tay tự nhiên mà đáp ở nàng trên vai, ngươi so năm trước trường cao, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, ta xem ngươi ít nhất có thể trường đến một M7, thật sự, thật sự, một thanh ánh mắt nhìn về phía hắn, vui vẻ mà cười, thấy nàng cười, hoắc dung thời cũng cười. Sáu tám năm ngày này, hai người chụp một trương tươi cười đầy mặt chụp ảnh chung, chụp xong chiếu, đại gia cùng đi xem điện ảnh. Rạp chiếu phim bên ngoài có bán hạt dưa nhi, trương thâm bỏ tiền mua năm mau tiền, đại gia phân ăn một thanh không cần nàng ngại cắn hạt dưa chướng tai gai mắt làm nàng lột hạt dưa ăn lại phiền toái Hoắc dung thời bắt một phen tiếng tràn điện ảnh thả mười mấy phút Hoắc dung thời kéo qua một thanh tay hướng nàng trong tay thả một phen hạt dưa nhân một thanh cười người này còn rất cẩn thận đáng tiếc bị trương thâm thấy được trương thâm nhỏ giọng nói gặp mặt phân một nửa hừ tưởng mỹ thẩm viên đẩy hắn một chút trương thâm ngươi đừng nói chuyện ảnh hưởng ta xem điện ảnh trương thâm buồn bực người khác nói chuyện cắn hạt dưa không ảnh hưởng ta nói một câu liền ảnh hưởng ngồi ở hàng phía sau một hồng kỳ cười cười răng rắc một tiếng cắn hạt dưa thật vui vẻ một hồng kỳ chỉ có một ngày kỳ nghỉ vì không chậm trễ ngày mai buổi sáng huấn luyện buổi tối ăn cơm liền nói phải đi về lâm ngọc kêu hắn từ từ qua một lát dẫn theo một túi nước muối hoa khô sinh ra tới ngươi cầm đi phân cho các chiến hữu ăn cùng đại gia hảo hảo ở chung về sau đều là lưng tựa lưng chiến đấu huynh đệ quan hệ chỗ hảo điểm không chỗ hỏng ân một hồng kỳ đôi tay tiếp nhận trong lòng thực cảm động tam nương thế nhưng có thể giúp hắn nghĩ vậy chút sự tình thời gian không còn sớm đi nhanh đi đợi chút liền trời tối tam nương ta đi rồi một hồng kỳ dẫn theo nước muối hoa khô sinh trở về tân nhận thức các chiến hữu nằm trên giường nói xấu nhìn đến hắn trở về cười hỏi mang cái gì ăn ngon nước muối hoa khô sinh ăn sao khẳng định đến ăn nước muối hoa khô sinh nhưng thơm huynh đệ đủ ý tứ ha, về sau ta tráo ngươi, đúng vậy, về sau đều là đồng cam cộng khổ huynh đệ, đừng khách khí, nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, một hồng kỳ tiến vào đến gian khổ huấn luyện giữa, lâm ngọc nhàn rỗi xuống dưới, có rảnh thời điểm lại mang theo khuê nữ đi mua lương thực, năm nay lúa nước thu, mới lẻ gạo nhiều mua điểm. Khoai lang đỏ cũng được mùa, tuyển cái đại hoàn hảo, mua 200 cân. Mùa thu, quả nho, quả táo, quả bưởi, thu lê, quả cam, sơn tra, trái kiwi đều tới điểm, trong nhà lần trước mua 50 cái sọt tre lại dùng xong rồi, Lâm Ngọc hối hận, sớm biết rằng lần trước nhiều mua điểm. Còn muốn đi đào mang đâu, Mục Thanh giữ chặt lại muốn ra cửa mua sọt tre mẫu thân, lần trước mua quá nhiều, chúng ta muốn đổi một nhà mua, lại còn có không thể làm người đưa đến trong nhà tới, đúng vậy, có chút quá nhận người đôi mắt, Lâm Ngọc đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nhìn đến một cái đại nương chọn sọt tre biên thực tinh xảo, vội vàng hỏi nàng nơi nào mua đại nương nói chính mình gia biên lâm ngọc hăng hái hỏi thăm rõ ràng nhà nàng vị trí buổi chiều mang theo khuê nữ hướng ở nông thôn chạy một chuyến đem nhân gia đồ chơi lúc lắc sọt đều mua hết ngày hôm sau sơn thượng hạ vũ lúc này thời tiết còn không tính lãnh nấm tuy nói không giống mùa hè như vậy to mọng nhiều ít còn có một chút nàng có rảnh liền đi nhặt hơn nửa mùa hè nhặt nấm mới lẽ nấm thật sự quá nhiều lâm ngọc suy nghĩ cái biện pháp cắt một cái chân giò hung khói, giặt sạch hai sọt nấm, hơn nửa dầu hạt cải, bột ớt, chao, muối, đường, hành gừng tỏi chờ các loại gia vị, ngao năm bồn nấm tương, hương đâu, cách vách hàng xóm lại tới hỏi thăm làm cái gì ăn ngon. Động hóa nhật tử quá thực mau, 10 tháng trung tuần, ra cửa ba cái tháng sau một kế đông cuối cùng đã trở lại, Lâm Ngọc không màn trong tay đồ ăn, tùy tay một ném, vội vàng chạy ra đi, vuốt hắn bên trái thái dương, như thế nào thương, không chú ý một cái nổ tung mảnh đạn bay qua tới còn hảo ta trốn mau chỉ là quát thương không nghiêm trọng thấy tức phụ nhi lại muốn khóc một kế đông vội vàng nói ngươi nhưng đừng khóc mau cho ta lộng điểm ăn giữa trưa ta giao xong nhiệm vụ liền trở về này đều một chút nhiều chung ta còn bị đói lâm ngọc xoa xoa ướt át đôi mắt ngươi không nói sớm một kế đông đi theo tức phụ nhi đi phòng bếp khuê nữ đâu chiều nay đi theo trường học đi ở nông thôn xóa nạn mù chữ phải đợi 4, 5 giờ chung mới trở về, Lâm Ngọc tay chân nhanh nhẹn, vừa vặn mấy ngày hôm trước ngao nấm tương, nàng thuận tay hạ một nồi nước trong mặt, múc hai đại muỗng nấm tương trộn mì, một kế đông thèm không được, Lâm Ngọc kêu hắn từ từ, lại cắt một chút hành lá đoạn phóng trong chén, quấy đều ăn, một kế đông cười nói, ở bên ngoài lâu như vậy, thật dài thời gian không ăn qua như vậy chú ý mặt, Lâm Ngọc dùng không chén cho hắn thịnh một chén mì canh, không nóng nảy, từ từ ăn, trong khoảng thời gian này ta lại đụng rất nhiều ăn, khuê nữ nói, ít nhất đủ nhà chúng ta ăn ba, bốn năm, Lâm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, ngươi không ở nhà ta liền hoảng hốt, hoảng hốt liền tưởng tiêu tiền, hoa, ta kiếm tiền đều là của ngươi, ngươi tùy tiện hoa, Lâm Ngọc nhàn nhạt nói, tháng trước, ta mua chân giò hung khói hoa một ngàn đồng tiền, ta còn cảm thấy có điểm thiếu, khụ khụ. Một kế đông một cái không cẩn thận, mặt hút đến khí quản, ho khan mặt đều đỏ uống một ngụm nước lèo áp một áp, một kế đông vội hỏi, cái gì chân giò hung khói như thế nào quý, Lâm Ngọc lộ ra cái thực hiện được tươi cười, ngươi quản ta đâu, dù sao đều là tiền của ta, ta ái xài như thế nào xài như thế nào, là là là, ngươi nói đều đối. Một kế đông lập tức nhận túng, Lâm Ngọc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhìn hắn thái dương còn sưng đỏ miệng vết thương, lần này nghỉ ngơi bao lâu, chưa nói. Phỏng chừng có thể nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng đi, hôm nay buổi sáng trở về mở học, sư trưởng nói, muốn chúng ta hỗ trợ huấn luyện tân binh, trước kia không đều là đoàn trưởng cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh sao. Ngươi một cái doanh trưởng, có tư cách cùng sư trưởng mở học, một kế đông trong lòng đắc ý, trên mặt còn muốn làm bộ lơ đảng bộ dáng, Nga, đã quên nói cho ngươi, ta hiện tại là phó đoàn, cái gì, một kế đông cười ha ha, dọa dạ đi, mau cùng ta nói nói, như thế nào lại thăng chức bên ngoài tinh phong huyết vũ mục kế đông không nghĩ cùng tức phụ nhi nói, bị tức phụ nhi cuốn lấy hỏi, mục kế đông nhẹ nhàng bân quơ mà nói, không gì, lập cái nhất đẳng công, nhất đẳng công, vừa nghe đến nhất đẳng công Lâm Ngọc liền khóc, mục kế đông vội vàng hống, khá tốt chuyện này, ngươi khóc cái gì khóc, Lâm Ngọc biết là chuyện tốt, nhưng là nàng nhịn không được, đến mạo bao lớn nguy hiểm mới có thể tránh đến này phân công lao. Nàng chính là đau lòng nàng nam nhân, mục kế đông mặt cũng không ăn, Ông tức phụ nhi hống, đừng khóc, ta cũng là ba mươi suốt đầu người, không phải những cái đó lăn đầu thanh, cái gì công lao có thể lấy, cái gì không thể lấy, ta còn không biết, hống hồi lâu, Lâm Ngọc mới ngừng nước mắt, nàng cũng minh bạch, bên ngoài sự tình, nàng quản không được, lặp đi lặp lại nàng cũng không nghĩ nói, lao lao nước mắt, nàng nhẹ giọng nói, mau ăn, mặt đều lạnh, một kế đông xem một cái tức phụ nhi, ăn một muộn mặt, Lâm Ngọc trừng hắn một cái, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, hồng kỳ tham gia quân ngũ, liền ở nam quảng huyện. ngươi trở về nhìn đến hắn không có, còn không có đâu. tiểu tử này vận khí có thể nha, tốt nghiệp là có thể tham gia quân ngũ. nghe nói là bộ đội đi trường học chiêu, hắn cũng là đuổi kịp. ta đây phải hảo hảo huấn huấn hắn. tiểu tử thúi, đừng cho ta mất mặt. cơm nước xong, hai vợ chồng hảo hảo mà nói tri kỹ lời nói. chờ một thanh buổi chiều từ ở nông thôn trở về, chỉ thấy cha mẹ ánh mắt dính dính hồ hồ, liền cùng tân hôn giống nhau nhìn thoáng qua một thanh liền đem ánh mắt dịch khai ba ngươi đã trở lại đã trở lại học sinh trung học so học sinh tiểu học vất vả nga còn muốn tham gia lao động một kế đông vỗ vỗ khuê nữ bả vai ta đây nhảy lớp sang năm mùa hè đem sơ trung cùng cao trung cùng nhau khảo không được lâm ngọc hung ba ba đừng đông tưởng tây tưởng cho ta hảo hảo đọc sách một kế đông cấp khuê nữ đưa mắt ra hiệu nhìn một cái cũng không phải là ta cái này đương cha không muốn một thanh thở dài, nàng liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng cha đã trở lại, mẫu thân có người tâm phúc, cũng không hề nghĩ độn đồ vật, mỗi ngày nghĩ biện pháp cho nàng cha làm tốt ăn. Chờ nàng cha thái dương miệng vết thương hảo, hai vợ chồng bỏ xuống nàng, còn chuyên môn đi chụp ảnh, khi cảm tình tốt nha, hung lộ thấy đều treo gẹo, một kế đông ở nhà nghỉ ngơi bảy tám thiên, đoàn trưởng kêu hắn trở về. Một kế đông tưởng tìm hắn thương lượng huấn luyện tân binh sự tình, không nghĩ tới là điều chức đông nam bên kia không đánh đã ở hòa đàm chúng ta bên này áp lực sẽ thu nhỏ đông bắc bên kia tình thế ngược lại càng ngày càng nghiêm túc yêu cầu một đám tuổi trẻ lại am hiểu rừng cây tác chiến quan quân ta cùng thượng cấp đề cử ngươi một kế đông nhìn sư trưởng nói đề cử ta ta một cái phó đoàn cũng không thể đơn độc mang binh đi trần sư trưởng cười nói đây là ngươi tạo hóa đông bắc bên kia nguyên lời nói tìm phó đoàn cùng đoàn trưởng cái này cấp bậc tuổi trẻ quan quân Trừng cây tác chiến năng lực muốn xông ra, phải có năng lực chỉ huy, đi lúc sau là có thể dùng được, nhân gia yêu cầu nhiều, nhưng là đãi ngộ cũng hảo, đoàn trưởng liền không nói, phó đoàn qua đi, nếu có thể đảm nhiệm, trực tiếp liền đề bạc vì đoàn trưởng, một kế đông, cái này văn kiện truyền xuống tới đã vài thiên, tây nam bên này khắp nơi ta đều hỏi thăm quá, đi đều là đoàn trưởng, chỉ có ngươi một cái là phó đoàn, nếu không phải ngươi lập công lên tới phó đoàn, ngươi còn không có tư cách này tham gia tuyển chọn tiểu tử ngươi năng lực là có càng mấu chốt chính là vận khí thật sự quá hảo người cả đời này có thể thay đổi vận mệnh cơ hội không nhiều lắm cho ngươi cơ hội ngươi đẩy ra đi không cần tiếp theo vận may có thể hay không buông xuống ở trên người của ngươi liền khó nói đây là cái hảo sai sự muốn đi người không ít một sư cùng tam sư cũng có mấy cái phó đoàn cấp bậc ở hỏi thăm ngươi có đi hay không cho ta cái lời chắc chắn một kế đông ngồi chỗ đó trầm mặc vài phút mới nói ta có thể mang mấy cái thuận tay binh lính qua đi sao, có thể. Trần Sư Trưởng một nguồn đáp ứng, một kế đông biểu tình nghiêm túc, Sư Trưởng, ta đi, chương 55, đi Đông Bắc. Lâm Ngọc cùng một thanh nương hai có chút ngốc, hảo hảo, như thế nào muốn đi Đông Bắc đâu, buổi sáng cùng Trần Sư Trưởng nói chuyện thời điểm chém đinh chặt sắt, thẳng tiếng không lùi khí thế trắng đều ngăn không được, lúc này đối mặt tức phụ nhi dò hỏi, một kế đông có chút khí nhược, chúng ta hết thể hành động nghe chỉ huy, lãnh đạo lời nói đều nói đến cái này phân thượng, ta cũng không thể nói không đi là không, Mục Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng, "Ba, như vậy nhiều lợi hại người, vì cái gì đề cử ngươi đi? Đề cử ta đi đương nhiên là bởi vì ta lợi hại." Lâm Ngọc hắc đệm, "Thanh Thanh đừng nóng giận, ngươi ba cũng không phải chính mình muốn đi, Mục Thanh giữ chặt mẫu thân, ngươi đừng bị ba ba lừa, khẳng định là chính hắn muốn đi." Lâm Ngọc nhìn về phía hắn, một kế đông ngây ngô cười, "Xác thật là lãnh đạo tưởng ta đi." ta chính mình kỳ thật cũng muốn đi, vì cái gì, đi, có bản lĩnh đãi xuống dưới, ta chính là đoàn trưởng. Quê nữ, này không phải ly sư trưởng mục tiêu lại gần một bước sau, bên này tạm thời an ổn xuống dưới, đông bắc bên kia yêu cầu am hiểu rừng cây tác chiến người, ta đi vừa vặn, lâm ngọc thở dài, bên kia nhiều lãnh nha, không giống tây nam bên này thích hợp cư trú, một kế đông kéo đem ghế dựa lại đây, một nhà ba người ngồi xuống chậm rãi liêu. Ta cũng đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này, nếu bị tuyển thượng qua đi, đi địa phương ở núi sâu, nghe nói nơi đó tuy rằng có người nhà khu, trong phòng cũng có giường đất, không đến mức nhiều lãnh, nhưng là nơi đó không có trường học, thanh thanh đi không địa phương đọc sách, người nhà khu phụ cận không có công xã, huyện thành này đó, có, ly nơi dừng chân gần nhất huyện thành ở 200 nhiều km bên ngoài. Nơi đó sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt, phỏng chừng đi người nhà sẽ không rất nhiều, Lâm Ngọc có chút vô thố, khoe nữ, ngươi thấy thế nào? Mục Thanh tuy rằng không nghĩ đi Đông Bắc, nhưng là đã như vậy, mẹ, chúng ta muốn đi. Ta tình huống hiện tại, có đi hay không trường học không sao cả, chỉ cần quân khu cùng trường học thương lượng, ta mỗi học kỳ đi tham gia cuối kỳ khảo thí là được, thấy khuê nữ không khí, Mục Kế Đông vội vàng nói, vừa lúc, dù sao khuê nữ không nghĩ đi trường học đọc sách, Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, so với đi Đông Bắc, ta còn là nguyện ý lưu lại nơi này đọc sách. Một Kế Đông trong lòng kỳ thật cũng hy vọng khuê nữ cùng tức phụ nhi cùng hắn đi đông bắc, bằng không hắn một người ở bên kia không thân không thích, nhiều năm cùng các chiến hữu ở núi sâu rừng già nhảy, cũng không hảo quá. Một Kế Đông hắc hắc mà cười, tuy nói núi sâu rừng già vật chất khẩn trương, nhưng là nhà chúng ta có khuê nữ ở, không thiếu ăn không thiếu xuyên, khuê nữ còn có thể tiến tràn vào núi đi săn hái thuốc, quá cũng thực tiêu dao, tưởng tượng một chút loại này nhật tử, giống như cũng cũng không tệ lắm. Mục Thanh cuối cùng hỏi một câu, nếu là đề cử, xác định ba ba thật sự sẽ đi, lãnh đạo nói, ta cái này danh ngạch khẳng định không thành vấn đề. Trần Sư Trưởng cũng cùng hắn xuyên thấu qua đế, hắn là nam quản bên này bồi dưỡng ra tới, trương tư lệnh khẳng định toàn lực duy trì hắn, cho dù có mặt khác tổng hợp tố chất cùng hắn tố chất không sai biệt lắm người, hắn khẳng định là đệ nhất nhân tuyển. Ở Trần Sư Trưởng bọn họ trong mắt, hắn năm nay mới 30 xuất đầu, chỉ cần nắm chắc được cơ hội nhiều lập công, hướng lên trên lại mại một bước chuyện sớm hay muộn ngàn vạn phải nắm chặt thời cơ một kế đông chính mình cũng có giả tâm vì tức phụ cùng khuê nữ vì chính hắn lý tưởng đều phải đua này một phen một thanh chạy tới thư phòng cầm giấy cùng bút chạy về tới hiện tại nhà chúng ta trước liệt cái kế hoạch biểu muốn mua cái gì chạy nhanh mua bên kia đại tuyết phong sơn chờ chúng ta đi vào phía sau mấy tháng tưởng bổ vật tư liền phiền toái lương thực đầu tiên khẳng định là lương thực gạo và mì lương du tuy rằng tồn không ít, ta xem còn có thể lại bổ sung một chút, còn có thịt heo, lưng dựa núi lớn, tuy rằng không thiếu gà rừng ăn, nói không chừng trên núi cũng có lợn rừng, nhưng là vẫn là trong nhà dưỡng thịt heo càng nộn càng tốt ăn, một thanh viết xuống thịt heo, mẹ, chúng ta muốn đại lượng mua thịt heo, khẳng định lộng không tới nhiều như vậy phiếu, tốt nhất vẫn là cùng một gia trại mua, đúng đúng đúng, một gia trại lén dưỡng heo nhiều. Chúng ta có thể tìm bọn họ mua hai đầu giết hảo heo, nếu có chân giò hung khói còn có thể lại mua một ít, một kế đông bổ sung, trong núi mặt tuy rằng sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhưng là cơ bản sinh hoạt vật tư khẳng định có bảo đảm, trong nhà yêu cầu cái gì, hậu cần bộ bên kia mua sắm thời điểm sẽ thuận tiện cấp mang về tới, kia vẫn là chính mình chuẩn bị sung túc càng tốt. Lâm Ngọc lại nghĩ tới hạng nhất, bên kia mùa đông không có gì đồ ăn ăn đi, một kế đông hồi ức, nghe bọn hắn nói, mùa đông có cải trắng, củ cải cùng dưa chua ăn, còn có khoai tây khoe nữ nhưng không có cách nào mỗi ngày ăn này đó thừa dịp còn có thời gian chúng ta mấy ngày nay nắm chặt thời gian lại mua một ít đồ ăn lâm ngọc có chút cao hứng còn hảo ta ngày thường có độn đồ vật thói quen một thanh ghi nhớ đồ ăn nhắc nhở mẫu thân ngoài thành măng còn có đi không cần tiền nhiều đào một chút đúng 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 măng phải nhớ thượng tiên măng cùng măng khô đều phải trái cây gì đó bên kia phỏng chừng cũng không đến ăn nói xong ăn lại nói xuyên cùng sinh hoạt vật phẩm, bên kia quá lạnh, tuy nói có giường đất, chúng ta một cái mùa đông tổng không thể không ra khỏi cửa đi. Còn muốn nhiều mua một ít bông làm hậu áo bông, trong nhà mấy năm nay tích góp lông thỏ da cái này có thể sử dụng thường, đều lấy tới làm thành quần áo cùng chăn, đồ dùng tẩy rửa cũng muốn, kem đánh răng bàn chải đánh răng, khăn lông, xà phòng thơm đều phải nhiều mua, mấy thứ này trước kia cũng chưa như thế nào động quá nói lâm ngọc đi trong phòng đem trang các loại phiếu chứng hộp lấy ra tới mục thanh cũng đem đặt ở nàng chỗ đó phiếu lấy ra tới đi phía trước đều cầm đi hoa này đó công nghiệp phiếu chỉ sợ không đủ dùng có bao nhiêu dùng nhiều ít đi chỉ cần cái này mùa đông vượt qua đi là được chờ đầu xuân đi địa phương huyện thành mua cũng đúng các loại nhiều vô số vật tư danh sách viết hai tờ giấy hiện tại muốn hạng nhất hạng nhất mà đi mua sắm giữa trưa cũng vô tâm tư nấu cơm mục thanh cầm mấy thứ trước kia làm tốt đồ ăn ra tới một nhà ba người tùy tiện ăn điểm, liền chuẩn bị ra cửa chọn mua vật tư, đi trước bách hóa đại lâu, đi ngang qua trương đại nhà mẹ đẻ, một nhà ba người gõ cửa đi vào, nhà các ngươi muốn mua tiên thịt heo cùng chân giò hung khói, Lâm Ngọc gật gật đầu, không biết bọn họ có hay không bán, có nhưng thật ra có, mau bắt đầu mùa đông, năm trước dưỡng đại phì heo đều nuôi lớn, bọn họ trong trại, phỏng chừng lại quá một hai tháng liền phải giết heo chuẩn bị ướp chân giò hung khói trước tiên một chút thời gian cũng không thành vấn đề. Trương Đại Nương tò mò, nhà ngươi một chút muốn mua nhiều như vậy thịt như thế nào bảo tồn. Lâm Ngọc nhỏ giọng nói, lời nói thật nói cho ngài đi, nhà ta một kế đông khả năng phải bị điều đi đông bắc, bên kia trời giá rét, không hảo mua đồ vật, chúng ta liền nghĩ nhiều chuẩn bị điểm, đến lúc đó cùng nhau mang đi. Đúng rồi, đúng rồi, nghèo gia phú lộ, nhiều chuẩn bị chút không sai, nhiều ngao mấy lu mỡ heo mang đi, có thể ăn một hai năm. Lâm Ngọc cười nói, Chuyện này còn muốn phiền toái ngài con dâu đi một chuyến, này không quan hệ, người muốn nhiều ít, tam đầu heo, dết sau thịt phân hảo cấp đưa tới, chân giò hung khói có bao nhiêu muốn nhiều ít, có thịt khô cũng muốn. Trương đại nương hít hà một hơi, nhiều như vậy đồ vật các ngươi mang đi sao? Yên tâm, đến lúc đó rất nhiều người cùng nhau đi, phiền toái bọn họ trên đường hỗ trợ coi chừng, ném không được. Một kế đông bên này còn không biết khi nào đi, bất quá tốt nhất mau chóng đem thịt đưa tới, miễn cho thời gian không kịp lâm ngọc đưa tiền thực sản khoái một thúy đậu phụ khô giòn mà đồng ý đáp ứng một lát liền hồi trong trại lần này ta mua quá nhiều sợ gọi người đã biết không tốt nếu có thể các ngươi trời tối đưa tới thế nào không thành vấn đề cái này đơn giản ta cùng bọn họ nói gọi bọn hắn ngày mai buổi chiều xuất phát trời tối sau vào thành